Là con gái, ai cũng cần một bờ vai rắn giỏi chở che, ai cũng cần một ai đó ở bên cạnh trong đời. Nếu cô gái nào đó có mạnh mẽ, độc lập đến kiêu ngạo thì cũng do họ không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi. Có những người khi sinh ra đã mềm mỏng, dịu dàng như nước, có những người lại ngông cuồng, dữ dội như một cơn gió đi hoang. Yêu một người con gái thích là một cơn gió tự do, liệu có người đàn ông nào đủ can đảm? Trong số blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên của tác giả Nguyễn Thị Loan. Tôi tên Phong, còn anh tên Vân. Hai con người trái ngược nhau mà lại chơi thân với nhau gần 10 năm trời. Nhà anh cách nhà tôi không xa lắm, đều là những ngôi nhà cấp 4 điển hình của vùng quê Bắc Bộ. Mẹ bảo đặt tên tôi là Phong vì mẹ mong tôi được tự do như là gió. Càng lớn, tôi càng cảm thấy cái tên có thể dự báo trước cuộc đời của một con người, như mẹ, như tôi, như Vân vậy. Mẹ tôi tên Lệ, mẹ đẹp lắm, và đời mẹ cũng chan biết bao là nước mắt. Thời còn con gái, mẹ đẹp nhất làng, bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng trái tim mẹ chỉ rung động với người sinh viên thực tập từ thành phố về. Kết thúc chuyến thực tập, người ta đi mất, chỉ còn lại mẹ với mầm sống là tôi đang lớn dần trong bụng. Mẹ giữ tôi lại, sinh tôi ra và bảo bọc tôi lớn lên giữa những rẻ bỉu của xóm giềng. Mẹ vì tôi mà nhẫn nhịn, thậm chí là nhẫn nhục. Còn tôi, ngày bé đánh lộn với bọn trẻ con trong làng không biết bao trận, vì chúng nó thì chửi mẹ, còn người lớn trong làng thì đay nghiến, đúng là cái đồ không cha. Nhưng tôi nhớ nhất, có một lần đánh nhau với thằng Đôn, con nhà bà Đạo, bị nó đấm chảy máu mồm và gãy mất cái răng cửa. Mẹ đã ôm tôi đến nhà nó. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ đanh đá, chua ngoa, ghê gớm đến vậy. Bố mẹ thằng Đôn phải xin lỗi mẹ, xin lỗi tôi, còn thằng Đôn thì ăn một trận roi mây sưng mông đến tận hôm sau. Sau dạo ấy, người làng cũng dè chừng mẹ con tôi hơn. Tôi cũng không còn đánh lộn nữa, mà tập trung vào học, phớt lờ mọi trò khiêu khích của bọn trẻ con trong làng. Tôi đến chết cũng không quên được cái cảnh mẹ ôm tôi khóc, vừa lau máu cho tôi vừa hỏi. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha không đủ cho con sao? Tôi quen Vân vào năm cấp 3, khi chuyển lên học trường điểm ở trên thị trấn. Anh với tôi ở chung xóm trọ, nằm sâu trong con ngõ ngoằn nghèo. Đến mùa mưa là nước ngập lênh láng. Vân khác với tôi, con trai mà chu đáo lại hiền lành. Xóm trọ bao nhiêu em nữ sinh mê mẩn, ấy vậy mà anh chẳng yêu ai cả, chỉ thích chơi với tôi. Lúc đầu, tôi bị ghét ra mặt. Về sau thấy tôi và anh chơi với nhau đúng kiểu hai đứa con trai, bọn nó cũng quen dần. Tốt nghiệp, duyên số đưa đẩy chúng tôi lại học chung trường đại học. Anh khóa trên, tôi khóa dưới. Cuộc sống là quay cuồng trong những ngày sáng lên giảng đường, chiều tối tất bật làm thêm, cuối tuần tranh thủ làm gia sư. Anh vẫn hay bảo tôi, tham việc vừa thôi, không là chết trẻ. Còn tôi cắm cúi vừa học vừa làm. Tiền kiếm được vừa trang trải cuộc sống, vừa tiết kiệm gửi về cho mẹ. Hiếm hoi lắm mới đáp chuyến xe về thăm mẹ được một ngày, hôm sau lại tất tả quay về Hà Nội gấp. Tôi bảo với mẹ, sau này sẽ đón mẹ lên làm người thành phố với tôi. Ở mãi chốn quê này rồi cũng một người ra mất. Mỗi lần như vậy, mẹ đều bảo mẹ quen ở đây rồi, quen với giếng nước, mảnh ruộng, bờ ao thanh bình. Cuộc sống thành phố xô bồ mẹ không chịu được. Tôi không dám cãi mẹ, chỉ biết mỗi lần về thăm là mỗi lần thấy thương mẹ đến thắt ruột. Ngày ra trường, tôi được nhận vào một công ty nước ngoài. Tấm bằng đỏ với hàng tá kinh nghiệm làm thêm từ thời còn sinh viên giúp tôi có được mức lương cao. Mọi thứ ổn định, tôi bắt đầu sống cuộc sống đúng nghĩa như là gió. Đi làm, đi du lịch, sắm sửa những bộ cánh đắt tiền, gửi tiền, gửi đồ về cho mẹ. Trong cuồng quay vội vàng của cuộc sống, tôi gặp Sơn. Tôi nhanh chóng đổ gục bởi sự rắn giỏi đầy nam tính từ anh. Chúng tôi cuốn lấy nhau vội vàng, gấp gáp. Sơn bảo anh bị tôi thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự độc lập đến kiêu ngạo. Tôi kể với mẹ về Sơn, về tình yêu cuồng nhiệt mà chúng tôi dành cho nhau. Mẹ chỉ lắc đầu thở dài, bảo con chưa hiểu thế nào là tình yêu đích thực đâu con gái ạ.
Tháng ngày trôi nhanh theo những cuồng say bất tận. Tôi như cơn gió sống thỏa mãn và tự do, cuồng nhiệt, quay theo những chuyến công tác dài ngày, những buổi tiệc chiêu đãi đối tác. Thỉnh thoảng Vân sẽ qua thăm tôi, lúc tôi lết về nhà sau những cuộc vui quên hết cả bờ bến. Thường thì anh sẽ lôi tôi đang nằm vạ vật trên sofa vào giường, cởi giày, lau mặt, đắp chăn cẩn thận hoặc ép tôi uống cốc nước chanh giải rượu. Với chúng tôi, những chuyện như vậy đã trở nên bình thường. Vân đã quen với việc gặp tôi trong lúc bù xù rũ rượi nhất. Còn tôi cũng quen với những buổi sáng cuối tuần anh xuất hiện kéo tôi đi câu, hay đột ngột nổi hứng rủ tôi chạy bộ ban đêm. Với Sơn, tôi luôn là người tình xinh đẹp, nóng bỏng và kiêu hãnh. Còn với Vân, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường và hay lên cơn dở hơi không kiểm soát. Sơn gặp tôi nói lời chia tay vào một ngày những con phố Hà Nội đang oằn mình trong nắng nóng. Anh bảo tôi quá độc lập, quá mạnh mẽ và kiêu hãnh. Anh cần một người đàn bà mang lại cho anh cảm giác anh là đàn ông. Tôi nhếch mép cười chua chát, không níu kéo cũng chẳng khóc lóc. Đàn ông khi muốn chia tay có ngàn vạn lý do để người phụ nữ thấy rằng lỗi thuộc về họ. Tôi nhìn vào mắt anh bảo, nếu anh có người khác thì cứ nói thẳng với em, lý do làm gì cho phiền phức. Sơn cũng không phủ nhận. Anh bảo, hàng ngày đến đón tôi ở công ty, anh đã chú ý tới Thủy. Cô lễ tân có mái tóc đen dài thẳng mượt, lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp. Cô bé mới vào công ty tôi được 5 tháng, gương mặt tròn xoe, đôi mắt đen lay láy, lại rất hay cười. Vị cà phê trong miệng tôi nghe đắng đót. Thủy, tên cũng như người, trong veo, mắt lành. Nếu tôi là đàn ông, có lẽ tôi cũng bị cô thu hút. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà trong lòng vẫn hụt hẫng, trống trải và mất mát. Ai bảo phụ nữ mạnh mẽ thì không biết buồn. Tối đó, tôi rủ Vân cùng uống rượu. Từng dòng chất lỏng cay nồng đổ thẳng vào cổ họng. Mà buồn thật, người ta vẫn bảo con gái khi say thường hay khóc. Mà tôi một giọt nước mắt cũng chẳng thể nào chảy ra được. Tôi uống rượu mà như kẻ sắp chết khát trên sa mạc, bỗng tìm được nước, hết ly này tới ly khác. Vân ban đầu uống cùng tôi, về sau anh chỉ im lặng nghe tôi lải nhải, nói huyên thuyên trên trời dưới bể. Đến lúc tôi đòi uống thêm một chai nữa, anh mới nhăn mày gạt đi. Anh lôi tôi sành sạch ra xe, ấn tôi vào ghế trước rồi phóng xe chở tôi về. Tôi ghé đầu ra cửa sổ, cho gió đêm thổi tóc bay tán loạn. Mùi hương ngọc lan nhà ai theo gió bay qua, nồng nàn mà quấn quýt. Anh kéo giật tôi lại, đóng cửa sổ mặc cho tôi kêu gào ầm ĩ. Về đến nhà, tôi nổi cơn điên kiên quyết không vào, đòi đi tiếp. Anh bực bội, vác tôi lên vai rồi ném thẳng vào giường. Tôi cáu tiết, bật dậy xông vào anh cào cấu loạn xạ. Anh giữ chặt tay tôi, ngăn không cho tôi phát tác. Rằng co nhau mất thăng bằng, tôi và anh ngã nhào xuống đệm. Khoảnh khắc đụng vào nhau, thời gian như ngừng lại. Anh bịt chặt môi tôi bằng nụ hôn cuồng dại. Mùi rượu nồng nàn vấn vít ngập đầy trong miệng. Bờ môi anh nóng rẫy, trượt dần xuống dưới. Tôi thấy mình như bị thiêu đốt, rồi lại như bị ngàn con sóng vùi dập. Chỉ biết víu chặt vào anh, cảm nhận sự cuồng nhiệt đến hoang dại từ anh, cho tới lúc ngủ thiếp đi vì dã rời. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy gương mặt thanh tú của Vân ngay cạnh. Anh nhìn tôi chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt mặt tôi. Những mãnh liệt đêm qua ùa về khiến tôi bối rối, quay đầu lảng tránh ánh mắt tha thiết của anh. Vân giữ mặt tôi lại, rồi dịu dàng hôn tôi. Bờ môi anh ấm áp, ôn nhu săn sóc như sợ làm tôi đau. Nụ hôn cứ sâu dần, triền miên khiến tôi chìm đắm không cách nào thoát ra. Cho đến khi anh buông tôi ra, cục vào vai tôi thở dốc, tôi mới bừng tỉnh. Kể từ hôm nay, anh sẽ không đứng bên ngoài cuộc sống của em nữa. Cũng không cho phép em nói không với anh. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, dùng giọng bình thản nhất hỏi anh. Anh có biết mình vừa tỏ tình với một đứa con gái vừa bị bổ đá phút trước, phút sau đã dễ dàng lên giường với người đàn ông khác không? Anh chỉ cần biết người đàn ông đó là anh. Anh không muốn làm bạn em nữa. 3 năm cấp 3, 5 năm đại học, 2 năm đi làm. Chừng đó thời gian phải mang mác là bạn thân với anh đã là quá đủ rồi. Vân gay gắt. Thái độ của anh làm tôi bất ngờ. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Vân tức giận với tôi. Im lặng một lúc lâu, Vân ghì chặt lấy tôi, tạt lên trán tôi một nụ hôn trìu mến rồi cất tiếng, tha thiết mà khiến tôi thấy sống mũi cay cay.
đừng từ chối anh, nhé. Sau hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Đồng nghiệp nữ mỗi lần nhìn thấy tôi là xì xầm chỉ trỏ. Tôi quá biết họ nói gì về mình, có điều chẳng thèm để ý. Mười mấy năm thơ bé, tôi đã quen với sự giễu cợt từ người làng. Chút điều tiếng này so với quãng thời gian ấy vốn chẳng đáng gì. Tôi vẫn sống cho mình, chỉ khác là bên cạnh tôi có thêm Vân, nên tôi sống chậm lại, cùng anh cảm nhận sự yên bình mà ngày xưa tôi đã từng cho là nhàm chán. Hôm nay, tôi thấy trong người hơi mỏi mệt, đầu váng vất. Vân có buổi họp quan trọng với khách hàng nên không nghỉ được. Anh bắt tôi xin nghỉ phép và hứa tới bệnh viện khám. Cằn nhằn mãi tới mức tôi đồng ý, anh mới yên tâm rời đi. Nằm ngủ thêm một lúc cho đỡ mệt, tôi uể oải bò dậy đi tới bệnh viện. Làm xong hết các loại xét nghiệm, tôi mệt mỏi chờ tới tên mình. Cầm từ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi sững sờ. Tôi mang thai. Bác sĩ chỉ định tiếp đi siêu âm. Cái thai đã được 6 tuần. Là con của tôi và Vân, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, trong đó là một mầm sống. Như tôi ngày xưa âm thầm, từng ngày lớn dần lên trong bụng mẹ. Tôi nhắn tin cho Vân, hẹn anh ra quán cà phê vào giờ ăn trưa. Tưởng tượng ra gương mặt ngốc nghếch của anh lúc tôi thông báo, tôi bật cười một mình. Cảm giác yên bình và hạnh phúc, như dòng nước mắt rượi rót đầy vào trong lồng ngực. Tôi đến quán cà phê trước, thấp thỏm chờ đến giờ hẹn. Tôi ngồi góc khuất trong góc, nhìn ra cửa, định bụng khi anh đến tôi sẽ hù cho anh giật mình. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy anh đang đứng bên kia đường. Bên cạnh là Thủy, cô bé lễ tân mà ngày đó Sơn đã bỏ tôi để chạy theo. Không biết hai người đang nói gì, hình như là Thủy đang khóc. Rồi họ ôm nhau, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn ra, tròn xoe rơi xuống mu bàn tay tôi đang gắt gao nắm chặt. Thì ra là thế, trước giờ tôi vẫn luôn ảo tưởng mình nắm giữ tất cả mọi thứ, hóa ra không phải. Tôi tưởng mình đã hiểu rõ người ở bên mình suốt 10 năm tuổi trẻ, hóa ra là tôi đã quá tự tin. Thì ra đàn ông ai cũng muốn một người phụ nữ dịu dàng, trong trẻo và ăn lành như làn nước mát. Ngọn gió tự do như tôi, nói cho cùng cũng chỉ là cơn say nắng nhất thời. Đến khi tỉnh táo lại, ai cũng sẽ chọn bước về phía yên bình. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vân nói có việc đột xuất ở công ty không đến được, rồi lặng lẽ rời khỏi quán. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, nhưng tôi không muốn xem. Tôi thẫn thờ leo lên chiếc xe buýt vừa tới, cũng chẳng quan tâm nó đi về đâu. Tôi ngồi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn từng dãy phố chạy qua trước mắt, như thước phim ngắn quay nhanh, thấy lòng trống rỗng. Không biết đã đi qua bao con phố, ngồi trên mấy tuyến xe buýt. Tôi trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Vừa bước tới đầu ngõ, đã thấy Vân đứng chờ trước cửa, dưới đất vung vãi đầy tàn thuốc. Nhìn thấy tôi, anh vội vã lao tới, hỏi tôi đã đi những đâu, tại sao không liên lạc được. Anh bảo anh gần như đã phát điên vì lo lắng cho tôi. Tôi nhìn Vân, thấy thật xa lạ. Bao năm quen biết nhau, sao bây giờ trong lòng tôi lại xa cách tới nhường này. Tôi gỡ tay Vân ra, hình ảnh anh ôm người phụ nữ khác chiều nay hiện lên trước mắt tôi, cứ như cái giảm đâm vào tim tôi nhức nhối. Tôi bảo anh tôi có cuộc họp gấp ở công ty, điện thoại lại hết pin nên không liên lạc được. Tôi lững thững bước vào nhà, rửa qua cái mặt rồi thay quần áo nằm lên giường. Tôi không buồn ngủ chút nào, chỉ muốn tránh mặt Vân. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn tràn qua óc khiến tôi rối rắm. Tôi nghe tiếng bước chân Vân tiến vào phòng, vội nhắm mắt ra vờ ngủ, cảm thấy phần đệm phía sau lưng luôn xuống, rồi vòng tay Vân choàng qua người tôi ấm áp. Anh úp mặt vào gáy tôi, hít hà. Lâu thật lâu, thấy anh thì thầm. May mà em đã quay lại. Tôi nghe trong tim như có tiếng gì vụn vỡ. Sáng hôm sau, tôi lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi gọi cho Vân, bảo anh tôi phải đi công tác một tháng rồi cúp máy. Tôi về với mẹ, về với ngôi nhà cấp 4 mà ngày trước tôi nằng nặc đòi mẹ bán đi để xây nhà mới mà mẹ không đồng ý. Tôi về với cánh đồng thơm hương lúa ngậm đồng. Mẹ thấy tôi về cũng không gặng hỏi nhiều, chỉ chuẩn bị cho tôi những món ăn mà ngày xưa tôi thích, cặm cụi nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm nồng mùi xả, lá bồng và bồ kết. Đêm nằm gối đầu lên tay mẹ, tôi chậm chậm kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ im lặng nghe tôi kể, rồi hỏi tôi tính sao.
Tôi không trả lời, chỉ hỏi mẹ, sao ngày xưa cha bỏ đi mà mẹ vẫn giữ tôi lại? Mẹ nói, trẻ con vô tội, lỗi lầm là do người lớn gây ra, bắt con trẻ chịu thay để làm gì? Ngày xưa mình mẹ có thể nuôi con khôn lớn, bây giờ con có cả mẹ rồi, chẳng lẽ không nuôi được con sao? Tôi im lặng, rúc vào lòng mẹ thấy yên bình hết như ngày thơ ấu. Tôi nhắn tin chia tay Vân, nói đang đi du lịch. Tôi đổi số điện thoại, yên bình sống bên cạnh mẹ, cảm nhận mầm sống trong mình lớn dần lên từng ngày. Hàng xóm cạnh nhà tôi là bác Trung, bác vẫn hay tạt vào giúp mẹ tôi những việc lặt vặt. Nói là lặt vặt, nhưng toàn là việc của cánh đàn ông. Lúc thì sửa hộ mẹ cái bóng đèn bị cháy, vít lại cái bờ rào hay hì hục quấn lại motor cho cái máy xay sinh tố giả cỗi của mẹ. Tôi biết bác thích mẹ, thích từ lâu lắm, từ ngày mẹ vẫn còn con gái. Sau này bác lấy vợ nhưng không sinh được con, vợ bác bỏ đi lấy người khác, nghe đâu mở hàng quần áo trên thị trấn. Bác ở vậy một mình, cứ âm thầm mà quan tâm tới mẹ. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, phần vì đã mất lòng tin vào đàn ông, phần không muốn chịu thêm điều tiếng ở cái làng này nữa. Bác hiểu nên cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của mẹ chẵn 20 năm tròn. Tôi thương bác, thương cho cái khát vọng hạnh phúc cứ ngày ngày bị đè nén, nhẫn nhịn đến xót xa. Tôi bảo mẹ đồng ý lấy bác đi, về già có người bầu bạn cho đỡ cô quạnh. Mẹ lườm tôi, cấm tôi không được nhắc đến chuyện này nữa. Mà ngày ngày, thấy bác nhìn mẹ đăm đắm lúc mẹ quấy gánh ra đồng, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Vân xuất hiện ở cửa nhà tôi lúc tôi đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Đã mua cho mẹ cái bếp ga mới rồi, mẹ vẫn không nấu, cứ quen với cái bếp dạ sau tuổi đời còn lớn hơn cả tôi. Về ở với mẹ, tôi cũng quen dần với mùi khói bếp, rồi đâm nghiện những món ăn mẹ nấu từ cái bếp này. Vừa lễ mễ bưng nồi cá kho trong bếp đi ra, tôi giật mình khi thấy Vân đứng trước mặt. Anh gầy và đen đi, râu ria mọc lởm chởm. Anh nhìn tôi, rồi nhìn xuống cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của tôi. Mắt anh như có lửa, còn nắm tay thì siết chặt. Tôi biết anh đang giận đến điên người. Tôi nhắm mắt, chờ anh phát tác. Mà lâu thật lâu vẫn không thấy gì. Tôi hé hé mắt, bỗng thấy cả người mình được anh ôm trọn. Anh bất lực thở dài. Nếu không phải vì em đã mang thai con của anh, thì em đã no đòn rồi. Tôi hỏi anh vì sao anh biết tôi ở đây, vì sao lại biết tôi mang thai. Đáp lại tôi là cái lườm rách mắt và một phát cắn rõ đau từ anh. Vân hầm hừ. Nếu Thủy không nói cho anh, nếu mẹ không gọi điện cho anh, em định giấu anh đến khi nào? Em định không cho con anh nhận cha hả? Tôi ấp úng, không trả lời được. Anh vẫn chưa hết giận. Tại sao em lại bỏ đi không liên lạc với anh, lại còn nhắn tin chia tay, rồi đổi số điện thoại nữa? Em có biết thời gian qua anh phát điên lên không? Em chỉ biết làm theo ý mình. Có bao giờ em quan tâm tới anh không? Vậy tại sao hôm ấy, hôm em hẹn anh tới quán cà phê, anh lại đi với Thủy, còn ôm cô ta nữa? Tôi ấm ức quát lại. Mỗi lần nhớ tới điều đó, tôi lại thấy nhức nhối đến khó chịu. Thì ra tôi đã quyến luyến sự ấm áp của Vân từ rất lâu mà không nhận ra. Bản thân chìm trong cơn say nắng phủ du mà không hay biết. Tôi nghĩ Vân sẽ bối rối khi nghe tôi hỏi, vậy mà anh càng giận dữ hơn. Chỉ vì thế mà em bỏ đi, không cho anh cơ hội giải thích. Em thà tin vào cái em nhìn thấy, còn hơn tin vào người đã ở cạnh em suốt 10 năm qua. Nói rồi, anh rút trong người ra một phong thư, là Thủy gửi cho tôi. Nét chữ tròn xoe, nghiêng nghiêng giống như của cô học trò nhỏ. Chị Phong thân, khi chị đọc được bức thư này thì chắc là em đang ở Nhật rồi. Em đi du học chị ạ. Em muốn thay đổi. Không, thực ra em muốn trở thành người như chị. Chị ạ, trước khi gặp chị, cuộc sống của em thật là nhạt nhẽo. Em thấy mình giống như một con robot được lập trình từ trước. Ngày nào cũng phải thật hiền lành, dịu dàng, truyền thống và nữ tính, theo đúng những gì mình được dạy từ hồi bé tí. Em vẫn sống như vậy cho tới ngày gặp chị. Chị không biết em đã thèm được như chị đến thế nào đâu. Tự do biết bao, chị làm những gì chị muốn, đi đến bất cứ nơi nào chị thích.
chị chẳng cần phải để ý đến việc người ta sầm sì hay bàn tán gì về chị cả. Không như em. Chị ạ, có chuyện em cần nói cho chị biết. Em đã từ chối anh Sơn khi anh ấy ngỏ lời với em. Vì em không yêu anh ấy, em yêu chị, Phong ạ. Chị có biết bao nhiêu lần em muốn nói với chị câu này không? Nhưng lần nào đứng trước mặt chị em cũng không dám. Ngay cả lúc này, dù chỉ là viết ra mà em cũng thấy khó vô cùng. Chị có biết ngày em biết chị có thai, em đau lòng muốn chết đi được. Vì sao em biết ư? Em ước gì em không biết. Chị gái em là bác sĩ siêu âm cho chị ngày hôm ấy, mà em thì lúc nào cũng kể về chị, khoe ảnh chị cho chị ấy xem. Chị có thai, nghĩa là chị đã hoàn toàn thuộc về người khác. Hôm ấy em thực sự không thể bình tĩnh được. Em chạy như điên đến gặp anh Phân. Em trách móc anh ấy cướp mất chị khỏi em. Em biết mình rất vô lý, nhưng em không dừng được. Mấy hôm sau em nghe tin chị xin nghỉ việc, em càng hoang mang hơn. Em thấp thỏm chờ chị. Em hy vọng là chị chỉ đi đâu đó du lịch thôi, rồi sẽ quay lại. Nhưng chờ mãi, em gặp Vân nhưng anh ấy cũng không biết chị đi đâu. Anh ấy thậm chí còn không biết là chị đã mang thai. Khoảng thời gian ấy với em và anh ấy thật kinh khủng. Lần đầu tiên em thấy ghét chị. Chị tự do quá nên chị chẳng bao giờ để tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Em cũng đau đớn nhận ra rằng chị chưa bao giờ để ý tới em dù chỉ một phút. Em không muốn thế. Em muốn mình thật nổi bật và xuất sắc trong mắt chị. Bởi vậy em ra đi. Ngày em quay về, chắc chắn em sẽ làm cho chị phải quan tâm tới em. Còn giờ thì em đi đây. Em phải chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới của mình. Mong chị vẫn nhớ tới em, tới người đã luôn thầm yêu chị. Thân ái, em Thủy. Tôi thẫn thờ gấp lá thư lại. Vân nhìn tôi cười khổ. Xem ra số anh vất vả rồi. Tình địch không chỉ là đàn ông mà còn cả phụ nữ nữa. Bây giờ em còn tin anh với cô ấy có cái gì đấy nữa không? Tôi vớt vát. Nhưng rõ ràng em thấy anh ôm cô ấy mà. Hôm đấy anh thấy cô ấy khóc dữ quá, kiểu như ngất đến nơi rồi ấy, nên mới vừa ôm vừa dỗ cho cô ấy bình tĩnh lại. Lẽ ra người nên ghen là anh mới đúng. Nói rồi anh lấy tay nhéo má tôi đau điếng. Vừa lúc đó mẹ tôi bước vào. Anh buông tôi ra rồi chào mẹ. Mẹ gọi chúng tôi ra phòng khách rồi nghiêm nghị hỏi anh. Thế giờ anh Vân định thế nào? Cháu xin phép cô gả em Phong cho cháu. Ngày mai cháu sẽ đón bố mẹ cháu xuống nói chuyện với cô và định ngày ạ. Thế bố mẹ anh đã biết chuyện chưa? Anh có chắc bố mẹ anh cho anh cưới con Phong nhà tôi không? Cháu nói rồi ạ. Ngày hôm biết Phong có thai cháu đã nói chuyện với bố mẹ cháu. Thế bố mẹ anh bảo sao? Tôi nói trước cho anh biết, tuy nhà tôi nghèo, con Phong lại không có bố, nhưng nếu nhà anh khinh thường nó thì đừng có nghĩ cưới với xin gì nhé. Con tôi, cháu tôi tự nuôi được, không khiến ai phải nhọc. Giọng mẹ tôi gay gắt, tôi nghe mà ứa nước mắt. Người ta nói chẳng sai, trên đời này tình yêu đích thực chỉ có tình mẫu tử. Mẹ yêu tôi, bảo vệ tôi bằng bản năng, từ lúc tôi còn bé tí cho tới ngày tôi sắp làm mẹ. Vân nghe mẹ nói, anh vội vàng phân bua. Không có đâu ạ, bố mẹ cháu không phản đối. Cháu cũng nói với bố mẹ cháu, ngoài Phong ra cháu chẳng lẽ ai nữa. Anh nói thật không đấy? Mẹ tôi vẫn nghi ngờ. Cháu không dám nói dối cô ạ. Mẹ im lặng, chăm chú nhìn anh, một lúc lâu mới bảo. Ở lại ăn cơm, chiều hãng về qua nhà. Tôi nghe tiếng Vân thở phào, nhìn bóng mẹ quay lưng xuống bếp, tôi thấy thương mẹ quá. Tôi lấy chồng rồi, mẹ lại một mình ai chăm? Tôi níu tay Vân lại, bảo mẹ. Con không lấy chồng đâu. Vân hốt hoảng, còn mẹ thì quay ngoắt lại. Con nói cái gì? Con bảo con không lấy chồng đâu. Mẹ gầm lên. Mày dám nhắc lại câu đấy một lần nữa thì đừng trách tao. Mày muốn cháu tao sinh ra khổ như mày hả? Đừng có giở cái thói ương bướng vớ vẩn đấy ra.
đừng tưởng lớn từng này tao không dám phang cho mày một trận. Tôi nhìn thẳng mẹ, chậm chạp nói từng chữ một. Con sẽ không lấy chồng nếu mẹ không đồng ý lấy bác Trung. Con muốn ngày con cưới có cả cha lẫn mẹ. Mẹ tôi sững lại, mặt trắng bệch. Tôi rớt nước mắt bảo mẹ. Con xin mẹ, từ bé tới giờ con chưa dám xin mẹ điều gì. Giờ con sắp lấy chồng, mẹ coi như cho con món quà mừng cưới đi, được không? Nước mắt mẹ rơi lã chã, mẹ quay lưng đi, bờ vai rung lên. Tim tôi đau quặn thắt, tôi nhào tới ôm mẹ từ sau lưng. Con xin mẹ, mẹ biết con thương mẹ nhiều đến thế nào không? Giờ con lớn rồi, không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Mẹ không cần phải lo điều tiếng cho con nữa. Người con cần là mẹ, quan tâm là mẹ, không phải là những người bên ngoài kia. Con xin mẹ, mẹ cho con được gọi một tiếng cha, cho cháu mẹ sau này được gọi ông ngoại đi. Mẹ quay lại ôm tôi, nước mắt chan hòa, tôi rúc vào ngực mẹ nức nở khóc. Tôi cũng xin em đấy, được không? Tiếng bác Trung chợt vang lên làm chúng tôi giật mình. Bác bước vào nhà, trên tay vẫn còn cầm cho mẹ tôi nắm bổ kết mới hái ngoài vườn. Bác nhìn mẹ tôi, chân thành nói. Tôi chờ em như thế là quá đủ rồi. Tôi không muốn chờ nữa. Ngày xưa tôi hèn nhát, không dám hỏi cưới em, làm lỡ mất 20 năm trời. Giờ chẳng còn bao nhiêu cái 20 năm nữa để lãng phí. Hôm nay tôi quyết phải hỏi cưới em cho bằng được. Hôm nay em không đồng ý, ngày mai tôi lại đến, hỏi cho tới khi nào em đồng ý mới thôi. Tôi và Vân bật cười, mẹ xấu hổ quay đi, khẽ quát bác. Vớ vẩn, già rồi còn nói lung tung. Bác Trung bước lại gần mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ kiên trì. Nếu không đồng ý, tôi còn làm lung tung hơn đấy. Mẹ xấu hổ, cố gỡ tay bác ra mà không được. Vân cười nói hùa vào. Mẹ đồng ý đi, nếu không con cũng không cưới được vợ đâu. Ba người chúng tôi chăm chú nhìn mẹ, mẹ đỏ mặt nói tránh. Đi ăn cơm, tôi đói rồi. Mẹ không trả lời con nhịn đói, cho cháu mẹ nhịn theo. Tôi bướng bỉnh đáp, lập tức nhận ngay cái lườm từ ba người còn lại. Tôi rụt cổ lại, đuổi câu hỏi. Mẹ trả lời đi, mẹ có đồng ý không? Bác Trung nhìn mẹ chờ mong, ánh mắt vừa chân tình vừa tha thiết. Mẹ không dám nhìn thẳng vào bác, quay đi chỗ khác, khẽ gật đầu. Bác Trung cười rạng rỡ, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ giãy ra, mắng. Già rồi còn không nên nết. Bác cười hình hạch. Nụ cười của người đàn ông đã chớm đi đến đầu con dốc cuộc đời mà nghe ngây ngô như chàng thanh niên mới lớn. Tôi cũng cười, nghe nắng len lỏi vào tim. Bữa cơm trưa ấm áp, nghe hạnh phúc sóng sánh dâng đầy. Vân đưa tôi ra bờ đê xem thả diều lúc chiều về. Tôi ngồi dựa vào vai anh, ngửi mùi dạ và mùi đất nồng nồng ngai ngái. Anh đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa, rồi khẽ cúi xuống áp tay vào. Tôi cười bảo anh. Bụng to thế này mặc áo cưới làm sao được, hay để đẻ xong rồi cưới. Anh lườm tôi. Tháng sau cưới, không nói nhiều, không bàn lùi, cấm cãi. Tôi nhéo tay anh. Dạo này đằng ấy hơi bị đánh đá đấy. Hiền như trước để tí nữa hụt cả vợ cả con à, quên đi. Tôi bật cười, anh lại hỏi. Em siêu âm chưa? Con trai hay con gái? Em mới siêu âm tuần trước. Nhưng em bảo bác sĩ không cần nói cho em là trai hay gái. Em chỉ cần biết con khỏe là được. Trai hay gái cũng là con của em. Anh cấu vào đùi tôi. Của mỗi em thôi à? Định chối bỏ trách nhiệm với anh hả? Tôi cười ha hả. Anh hôn khẽ lên bụng tôi. Con mình nếu là con trai thì sẽ tên là Phúc. Còn nếu là con gái, anh sẽ gọi là Hạnh. Cuộc đời này anh mong chúng ta luôn được hạnh phúc. Tôi vuốt tóc anh, nhìn về phía bến sông, mặt trời đang lặn dần xuống những dạng mây đỏ ối. Tôi nghe bình an dâng đầy trong lồng ngực. Gió có lẽ nên ngừng thổi rồi. Bạn thân mến, khi ở bên cạnh một người bạn quá lâu, cảm giác quen thuộc đến nỗi đôi khi chúng ta không thể phân biệt được đó là một người bạn hay một tình yêu thoáng qua trong đời. Có những người chỉ vì thầm yêu mà sẵn sàng đóng vai bạn thân bên cuộc đời của ai đó. Nếu một trong hai dũng cảm tiến lên, bước qua ranh giới, thì họ có còn đường lùi nữa không? Mở đầu chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư.
Chúng ta đã từng hẹn nhau năm ấy. Tác giả Thanh Tâm. Lời nguyện ước khi chúng ta bên nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng anh chẳng thể nào phân biệt em là một người bạn hay một tình yêu thoáng qua anh. Ai đó đã nói rằng việc phải lòng một người cũng giống như học một ngôn ngữ mới. Chỉ học bảng từ, ngữ pháp và cách phát âm thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải dùng trái tim thuần khiết nhất để trải nghiệm thế giới mà ngôn ngữ đó mang lại, như cách nghe, hiểu và đồng cảm với một bài hát. Cậu thích Jay là điều không phải nghi ngờ. Từ playlist toàn bộ đều là nhạc của Jay, đến cách cậu mặc chiếc áo in hình chữ Jay trọn vẹn 7 ngày trong tuần. Cậu của 9 năm trước, tóc chưa dài như bây giờ, hồn nhiên và ngây thơ, cả ngày khóa cửa phòng say sưa hát theo những ca khúc của Jay. Mình của 9 năm trước chưa hề biết rung động, thế giới tẻ nhạt bị bó hẹp trong một chữ học to đùng. Mình vẫn nhớ có lần ngồi vào đầu bứt tai bên bàn học, mình đã thắc mắc tương lai rốt cuộc sẽ thế nào. 9 năm sau, khi khoảng cách giữa chúng ta đã rút ngắn, bằng cách nào đó mình gặp được cậu. Sợi dây kết nối từng bước được hình thành sau mỗi lần cùng nhau chia đôi cặp tai nghe nhỏ xíu. Mình chợt hiểu ra tương lai chính là đầy ắp sự tình cờ thú vị. Khoảnh khắc Jay nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng bằng ngón tay rớm máu, tòa nhà sụp đổ để đổi lại một khởi đầu mới cho hai nhân vật chính. Họ xuất hiện ở một chiều không gian khác. Chàng trai đứng ngoài cửa lớp, nở nụ cười trong bộ đồng phục trắng lấm lem. Cô gái đang ngồi viết bài bên trong, cảm nhận được ánh nhìn ấm áp hướng về phía mình, từ từ ngẩng lên, bờ môi hé hé nhưng lặng thinh không hỏi: tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Vì mặc cho những ký ức đã phôi phai, không còn nguyên vẹn, ngôn ngữ của trái tim vĩnh viễn không có chỗ cho hai chữ tại sao. Vì yêu là yêu thôi, ngay từ lần đầu chạm mặt, dù chẳng biết đối phương là ai, cũng đã yêu rồi. Viết nguyện ước lên máy bay giấy, anh gửi đi, vì chúng ta chẳng thể chờ sao băng tới. Lời hẹn ước, chúng ta cùng trưởng thành, nắm tay nhau đi khắp muôn nơi. Họ biết mình đã sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Họ tin những vết thương cũ sẽ tìm cách lành lại, và lời hứa đã trao sẽ được thực hiện bằng cách này hay cách khác. Nhưng chúng ta không phải họ, thực tế cũng không phải một bộ phim. Nếu như mỗi người đều có cơ hội thứ hai để sửa lại những điều chưa đúng, thì mình và cậu dù có dở nát cuốn từ điển cũng chẳng tìm được định nghĩa về nỗi buồn, về cô đơn, tiếc nuối hoặc giá như. Có lẽ không cam tâm nhất trong một mối quan hệ là từng tồn tại khoảnh khắc chúng ta thực sự tin vào những điều mãi mãi, để rồi cuối cùng cúi đầu lặng thinh khi chợt nhận ra ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, nụ hôn ấy chỉ là tạm thời. Cái siết tay ấy dù chặt đến đâu cũng không giữ nổi trái tim đã vụn vỡ. Mãi mãi, suy cho cùng cũng chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chiều nay mình ngồi xem lại Secret, nghe lại hẹn ước bổ công anh. Trái tim rỗng toang từ bao ngày, cứ thế được lấp đầy bởi những hồi ức cũ. Mình thẳng thốt, để mặc bản thân bị xâm chiếm bởi những lời đã hứa. Thừa hiểu rằng, dù có cố chấp học thuộc lòng đến từng dấu chấm, dấu phẩy, thì cũng chẳng ích gì nữa, vì người đã đi rồi. Khoảng cách chưa bao giờ là lý do để biện minh cho sự xa cách, cậu ạ. 1000 cây số thật xa, nhưng đứng ngay trước mặt mà trái tim không hướng về nhau,
thì vẫn cứ là xa. Thôi đành, nhủ lòng an ủi cậu bước vào thế giới của mình, tự nhiên như mưa đổ xuống thành phố. Ra đi cũng nên thản nhiên, chẳng cần một lý do. Hay là vì có quá nhiều lý do nên chẳng biết phải nói từ đâu, hả cậu? Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ tác giả Thanh Tâm. Lá thư này có gợi lại trong bạn một kỷ niệm nào đó về mối tình đầu thời còn đi học không? Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe truyện ngắn Ngoảnh lại nhìn anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện xoay quanh ba người bạn quen nhau thời trung học. Mối quan hệ tình bạn, tình yêu như sợi dây kết nối họ lại với nhau. Tôi bước ra cổng công ty khi trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường vàng vọt đã bắt đầu trải dài khắp con đường trước mặt. Trong không khí thoáng có chút hơi lạnh ẩm ướt, tôi ngước nhìn bầu trời đã đen đặc, thấy gió lùa rin rít trên da. Chắc là trời sắp mưa. Chợt điện thoại trong túi reo vang, tiếng Phong vang lên thật ấm. Cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật mà cũng vẫn cố làm thêm à? Ừ, tớ vừa tan làm, cũng đang định về. Tớ đang ngồi ở cơm niêu, cậu qua luôn nhá. Sinh nhật cậu nên tớ chờ cậu mời cơm đấy. Trong điện thoại vẳng nghe tiếng Phong cười thật hiền. Nhưng có vẻ sắp mưa. Tôi thở dài. Kệ chứ, đêm nay tớ đưa cậu về. Đến đi, tớ gọi món rồi đấy. Nói rồi, Phong cúp máy không để cho tôi kịp từ chối. Cất điện thoại vào túi, tôi ngẩng mặt nhìn trời. Gió đã thổi mạnh hơn, từng tán cây nghiêng ngả, những đống lá khô bên vệ đường cũng bay lạo xạo. Sinh nhật tôi năm nào cũng mưa, nhưng từ ngày tôi quen Phong, chưa bao giờ anh vắng mặt. Tôi và Phong biết nhau từ năm tôi mới 16 tuổi. Thực ra, hồi đó còn có một người nữa luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Quang, bạn thân của Phong, cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi và Quang bên nhau, nhưng chỉ vọn vẹn 3 năm cấp 3. Lời chia tay, Quang ấp úng nói ra, đi kèm tiếng xin lỗi và ánh mắt đầy áy náy được thốt ra trong ngày tốt nghiệp. Quang theo gia đình ra nước ngoài định cư, mang theo tình yêu đầu đời của tôi với biết bao hoài niệm. Ngày đó tôi khóc, nước mắt ướt đẫm vai Phong, từng giọt to tròn rơi lã chã trong sắc đỏ rợp trời của hoa phượng. Sau ngày Quang đi, tôi khép lòng mình lại. Một phần vì bao nhiêu yêu thương tôi đã trút hết vào tình yêu dành cho Quang. Nên khi Quang đi, trái tim tôi như dòng sông đã cạn đáy, không còn gì để có thể trao đi. Một phần vì tôi sợ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Còn Phong, từ ngày đó luôn thầm lặng ở bên tôi. Những lúc tôi buồn, không cần phải nói, Phong cũng có thể đoán ra, rồi lặng lặng kéo tôi ra bờ sông hóm gió. Tôi không ngốc nên thừa biết tình cảm Phong dành cho tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể nói lời từ chối, vì Phong cho tới tận bây giờ cũng chưa hề nói tiếng thích tôi. Anh cứ âm thầm như vậy, ở bên cạnh và quan tâm tôi theo những cách khiến người ta ấm lòng nhất. Tôi rút điện thoại, gọi cho bố mẹ báo hôm nay đi ăn với bạn về muộn, rồi phóng xe trên phố để mặc những giọt mưa lan dài trên mặt. Khi tôi tới nơi hẹn, Phong đang ngồi ngắm mưa qua cửa sổ. Trên bàn đã bày sẵn các món ăn mà tôi thích, có cả một chiếc bánh sinh nhật đã cắm sẵn nến. Tôi bước lại, vỗ nhẹ lên vai Phong. Chờ tớ lâu chưa vậy? Cũng được một lúc rồi. Giờ thích ăn cơm trước hay ăn bánh sinh nhật trước? Ăn cơm trước đi, hôm nay tớ hơi đói. Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp đang sôi ủng ục. Phong đơm cơm cho tôi rồi gắp cho tôi thêm miếng sườn xào vẫn còn đang bốc khói.
Tôi phủi đầu và ăn cơm, mặc cho bên ngoài mưa đang rơi tí tách. Ăn xong, tôi ngẩng mặt lên, chìa tay ra bảo Phong. Quà tới đâu? Phong bật cười, rút từ trong ba lô ra một gói quà được bọc cẩn thận. Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng xé bọc giấy bên ngoài ra. Quyển tiểu thuyết cuốn theo chiều gió bản tiếng Anh mà tôi vẫn luôn ao ước. Tôi ngước nhìn Phong, cảm kích. Sao cậu kiếm được vậy? Bí mật, cậu thích là được rồi. Tôi lật dở những trang sách mới cứng, còn thơm mùi mực. Niềm vui dâng lên sóng sánh. Phong đốt nến rồi bảo tôi. Thổi nến đi. Tôi nhìn ngọn nến hình số 26 đang cháy, nghe trong lòng ấm áp. 26 tuổi, 10 năm quen biết, 10 cái sinh nhật luôn có mặt Phong. Tôi nhắm mắt, thổi nến, thầm cầu nguyện, cuộc sống cứ mãi trôi yên bình như thế. Vừa lúc cắt bánh, chợt quán cơm mở nhạc, tiếng nhạc rộn rã vang lên. Hãy cho tôi một ngăn nhỏ, trong 1.000.000.000 trái tim em. Phong bật cười rồi cũng hát theo. 1.000 người yêu em, trong đó có tôi. Còn 10 người yêu em, trong đó còn tôi. Còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hát xong, Phong nhìn tôi cười hỏi. Thế nào, tớ mà thất nghiệp, kéo loa đi hát xong cũng được đúng không? Tôi gật đầu. Được, có khi đàng hát lại được cô nào vớt về cũng nên đấy. Thoáng một nét buồn hiện lên trong mắt Phong, nhưng rất nhanh biến mất, làm tôi tưởng rằng mình đang ảo giác. Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kéo tay tôi đứng dậy. Mưa tạnh rồi đấy, đi lượn đường tí đi. Tôi đi theo Phong ra ngoài, trời vừa tạnh mưa, trong gió vẫn còn hơi nước lành lạnh. Hai chúng tôi đi song song rồi sẽ lên cầu Long Biên hóng gió. Trời mới mưa xong nên trên cầu xe cộ đi lại thưa thớt, hàng quán cũng không dọn ra. Tôi bảo Phong, chắc hôm nay chỉ có hai đứa mình hâm hấp kéo nhau ra đây hứng gió lùa thôi nhỉ. Cậu có lạnh không? Phong đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác. Cũng chẳng đợi tôi trả lời, Phong mở cốp, lấy ra chiếc áo gió khoác cho tôi. Im lặng một lúc, Phong mới mở lời. Giọng xa xôi như cơn gió, đang lướt dưới những vườn hoa màu nằm sâu trong bãi bồi bên dưới. Quang về nước rồi đấy, cậu biết không? Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái. Cảm giác nhói buốt mơ hồ quay trở lại, rồi dần rõ nét, như có miếng sẩm găm vào tim nhức nhối. Tôi lắc đầu, lại nghe Phong hỏi tiếp. Cậu còn yêu cậu ấy không? Còn yêu không ư? Tôi cũng tự hỏi mình hàng trăm ngàn lần. Cũng từng nghĩ, một ngày nào đó khi Quang đứng trước mặt tôi sẽ thấy như thế nào? Nhưng tự hỏi bấy nhiêu lần, cũng là ngần ấy lần tôi không có câu trả lời, còn khiến cho cơn bão lòng sống lại. Tôi nhìn Phong, muốn mở miệng mà không thể thốt nên lời. Phong đưa tay vuốt tóc tôi, nói tiếp. Hôm qua cậu ấy gọi cho tớ. Cậu ấy về nước được gần 1 tuần rồi, sẽ lập nghiệp ở Việt Nam. Cậu ấy còn hỏi về cậu nữa. Phong ngừng một lúc, thấy tôi vẫn đứng im, bèn kéo vai tôi xoay lại, rồi nhìn thật sâu vào mắt tôi. Nói thật cho tôi biết, cậu có muốn gặp lại Quang không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ hẹn để chúng ta gặp nhau. Còn nếu không, tớ sẽ làm mọi chuyện để tránh cho cậu không phải khó xử. Tôi quay sang nhìn Phong, đôi mắt anh quá chân thành và chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi. Tôi mấp máy môi, muốn trả lời mà sao lời nói cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Phong nói tiếp,
đôi mắt đã sẫm lại một nỗi buồn. Quang hỏi tớ, cậu đã có người yêu chưa? Cậu ấy còn bảo, mấy năm qua, cậu ấy vẫn không quên được cậu. Tôi chớp mắt, một giọt nước vô thức rớt khỏi khóe mi. Nỗi đau của tình yêu đầu đời tôi đã vùi chôn thật sâu trong ngực, lại cựa quậy khiến tôi nghẹn lại. Phòng đưa tay gạt nước mắt cho tôi, lắc đầu thở dài. Thôi, để tớ đưa cậu về. Chuyện này cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nhớ là dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng ủng hộ. Tôi gật đầu. Hai chiếc xe lại song song chạy trên đường. Nghe cho không gian ẩm ướt, thoang thoảng mùi ngọc lan thật ngọt. Về đến cửa, Phong nắm lấy tay tôi. Chúc mừng sinh nhật. Còn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngủ ngon nhé. Tôi mỉm cười, khẽ siết lấy tay Phong cảm kích, rồi đứng dựa vào cửa, nhìn bóng anh khuất dần sau góc phố. Bước vào giường, tôi kéo chăn trùm kín mặt. Những ký ức ngày xưa cứ ùa về trong óc, dù tôi gắng chối bỏ. Cơn mơ nặng nề kéo đến, tôi thấy tôi đứng giữa ngã ba đường, hoang mang không biết đi về đâu. Sáng hôm sau, tôi lê tấm thân mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng tới công ty. Vừa bước vào cửa, đã nghe trưởng phòng thông báo. Hôm nay, giám đốc kinh doanh mới sẽ đến nhậm chức. 8:30 sẽ có cuộc họp với chúng ta. Mọi người chuẩn bị báo cáo về các mặt hàng mình đang quản lý. Tôi trở về chỗ ngồi, nghe mọi người sầm xì bàn tán, đoán già đoán non về vị giám đốc mới một cách thờ ơ. Đến giờ họp, cả phòng lục tục mang sổ sách bước đến phòng họp. Khi cửa phòng bật mở, đã thấy có người ngồi chờ sẵn bên trong. Khi người ấy ngẩng mặt lên, tim tôi như ngừng đập. Quang, người con trai tôi đã yêu bằng tất cả những xung động đẹp nhất, sâu sắc nhất của tuổi trẻ, đang ngồi trước mặt tôi. 10 năm đã qua, nhưng dường như anh chẳng thay đổi gì. Có chăng là cặp kính làm cho gương mặt thêm già dặn và từng trải. Quang cũng nhìn thấy tôi, nụ cười nở trên môi rạng rỡ mà khiến lòng tôi đau nhói. Tại sao lại quay về khi tôi đã dần lấy lại cân bằng sau những trông tranh, khi cơn bão lòng tôi đã chịu ngủ yên thật sâu trong ngực. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng quá khứ chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, tôi và Quang chỉ là bạn cũ. Tôi bước lại chỗ ngồi, nghe Quang chào hỏi mọi người, tự giới thiệu bản thân bằng thái độ điềm nhiên nhất có thể. Mọi người cũng chào hỏi và tự giới thiệu lại. Đến lượt tôi, khi tôi còn chưa kịp mở lời, Quang đã mỉm cười rồi cất giọng thật ấm. Hoài thì không cần phải giới thiệu nữa. Bạn cấp 3 mấy năm liền giữa chúng ta còn cần phải giới thiệu hay sao? Tôi ngẩn người, còn đồng nghiệp xung quanh thì ồ lên ngạc nhiên. Tôi nhìn Quang khó hiểu, còn anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười thật tươi. Sau cuộc họp, đồng nghiệp vây xung quanh tôi, nhấn chìm tôi trong muôn vàn câu hỏi. Tôi và Quang ngày xưa có thân không? Hồi cấp 3, Quang trông thế nào? Học hành ra sao? Thích kiểu người như thế nào? Bây giờ có bạn gái chưa? Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, rồi nghe các đồng nghiệp nữ suýt xoa khen Quang nam tính, cuốn hút. Tôi bật cười chua chát. Phải, ngày xưa tôi cũng vì sự nam tính và cuốn hút ấy mà yêu thương đắm đuối, để rồi bị vứt bỏ lại chỉ với một lời xin lỗi. Tôi biết không thể trách Quang khi chia tay tôi để theo gia đình ra nước ngoài định cư. Nhưng tôi cũng không thể quên cảm giác đau đớn, trống tránh, mất mát và hụt hẫng khi anh nói lời chia tay. Khi ta dành hết tình cảm cho một người, rồi đột ngột nhận ra mình thì ra với người ấy không hề quan trọng
như mình vẫn tưởng. Lúc ấy tổn thương và xót xa mới dâng thật đầy. Tôi lắc đầu, cố xoa dịu cảm giác xót xa đang trực trào lên khóe mắt để quay lại bản báo cáo đang làm dở. Đang tập trung làm việc, tôi giật mình khi cửa sổ chat Zalo đột ngột hiện ra trên màn hình máy tính. Hai, là tớ, Quang đây. Tôi ngần ngừ một lúc rồi gõ từng chữ chậm chạp lên bàn phím. Ừ, chào cậu. Tan làm cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu ăn cơm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Được, để tớ gọi cho Phong. Tớ muốn mời một mình cậu. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Tớ quen đi đâu cũng có Phong rồi. Tôi tàn nhẫn gõ bàn phím. Màn hình chat chỉ hiển thị hai chữ đã xem mà thật lâu không có câu trả lời. Khi tôi tưởng Quang đã bỏ ý định, dòng chat đột ngột xuất hiện trở lại trên màn hình. Được, hẹn gặp nhau lúc 7 giờ nhé. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau. Ừ, gặp nhau sau. Tôi thoát màn hình chat, ngồi thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Phong. Quang hẹn chúng mình đi ăn tối nay. Cậu ấy là giám đốc kinh doanh mới của công ty tớ. Rất nhanh, điện thoại tôi rung lên. Mấy giờ? Cần tớ đón không? Ngón tay tôi chậm chậm lướt trên bàn phím. Có, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Tầm 6 rưỡi qua nhà đón tớ nhé. Nhắn xong, tôi đút điện thoại vào túi, cố gắng hướng đầu óc đang xoay mỏng mỏng của mình và bản báo cáo đang dang dở. Đúng hẹn, Phong có mặt trước cửa nhà tôi. Tôi bảo Phong chở mình lên cầu Long Biên hóng gió. Đúng một lúc, tôi quay sang nhìn Phong. Phong này, cậu giả làm bạn trai của tớ nhé. Tôi thoáng thấy nét sững sờ hiện lên trong mắt Phong. Cậu quay mặt ra sông, hứng luồng gió mát rượi, cất giọng trầm trầm. Cậu chắc chứ? Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Tớ biết làm như thế là rất ích kỷ, nhưng... Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Phong quay lại, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi vừa gật đầu, vừa nói. Chỉ là giả vờ thôi. Khi cậu không muốn nữa, tớ sẽ lập tức từ bỏ chuyện này. Vừa dứt lời, Phong đã ôm ghì lấy tôi thật chặt. Tôi hốt hoảng định đẩy Phong ra thì nghe tiếng anh vang lên bên tai. Nếu đã muốn tớ làm bạn trai, dù chỉ là giả vờ, cậu sẽ phải quen với những chuyện như thế này nếu không muốn Quang nghi ngờ. Bàn tay tôi đang vươn lên giữa không trung định đẩy Phong ra, chợt khựng lại. Tôi nhắm mắt rồi vòng ra sau lưng Phong siết chặt lại. Tôi cảm giác người Phong hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong giây lát, Phong khàn giọng bảo tôi: không hối hận nhé. Tôi không trả lời, dụi mặt vào vai Phong, đôi tay siết chặt hơn như tự bảo lòng: sẽ không hối hận. Đến 7 giờ, Phong chở tôi đến chỗ Quang đã hẹn. Khi nhìn thấy bàn tay tôi và Phong đan chặt vào nhau, ánh mắt Quang tối lại. Tôi và Phong ngồi vào chỗ, bắt đầu những cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Quang. Suốt bữa ăn, tôi hầu như cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng vào Quang. Những câu trả lời cũng ậm ừ, nhát gừng, hầu như là Phong tiếp chuyện. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Quang chiếu lên người, nhất là những lúc Phong cố tình nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Đang ăn, tôi nghe giọng Quang khàn khàn. Hai người yêu nhau lâu chưa? Tôi ngước lên nhìn Quang, lúng búng mãi, không thốt nên lời. Phong liếc tôi, rồi mỉm cười thật tươi. Cũng mới thôi, bọn tớ cũng định hôm nào gặp cậu sẽ thông báo. Quang im lặng, không hỏi gì nữa,
chỉ có ánh mắt là vẫn dán chặt vào tôi. Miếng cơm trong miệng đột nhiên trở nên nhạt thếch, tôi khó khăn nuốt xuống. Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo. Quang bước đi sau khi để lại lời chào cùng ánh nhìn đau đớn khiến tôi phải quay mặt đi lảng tránh. Phong đưa tôi về nhà, đến cổng, cậu vuốt tóc tôi. Cậu ổn chứ? Tôi khẽ gật đầu, Phong lại tiếp. Không giận khi tớ tự biên tự diễn chứ? Không, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu hôm nay, tớ cũng không biết phải đối diện với Quang như thế nào nữa. Phong thở dài, rồi đột ngột ghé sát mặt tôi, đặt lên một nụ hôn phớt thật nhẹ. Tôi giật mình, tròn mắt, quên cả việc đẩy Phong ra. Cậu nắm lấy tay tôi, rồi nhìn thật sâu vào mắt tôi. Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không? Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết. Tớ yêu cậu, thậm chí còn trước cả Quang. Nhưng cũng chính vì yêu cậu, tớ chấp nhận đứng bên cạnh khi người cậu lựa chọn là Quang. Tớ chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt mấy năm trời sau khi Quang ra đi, lựa chọn việc chôn giấu tình cảm của mình dành cho cậu. Chỉ vì tớ sợ nếu tớ nói ra, tớ sẽ đánh mất cả cậu. Nhưng sau hôm nay, tớ nhận ra một điều. Nếu tớ không nói ra mà cứ giữ mãi trong lòng, có lẽ sau này tớ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu ba từ này nữa. Tôi ấp úng. Không cần phải trả lời tớ. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ tớ chưa hiểu cậu? Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ yêu cậu và luôn bên cạnh cậu, ủng hộ cậu. Cho dù cậu quyết định như thế nào đi nữa, tớ cũng vẫn ủng hộ. Phong đưa tay lên áp vào má tôi. Hơi ấm từ bàn tay truyền vào má, lan thẳng vào tim tôi, khiến tôi áy náy. Phong mỉm cười. Khuya rồi, chúc ngủ ngon, tôi về đây. Nói rồi Phong quay xe phóng đi. Dù rất nhanh, tôi vẫn thoáng thấy có nét buồn không hề che giấu trên gương mặt và cả trong ánh mắt. Quay trở về phòng, tôi nằm vật ra giường. Mọi chuyện đến đột ngột khiến tôi rối trí. Chợt điện thoại rung lên, sóng tin nhắn của Quang hiện ra trước mắt. Cậu và Phong thật sự đang yêu nhau sao? Tôi cầm lấy điện thoại, ngón tay dừng thật lâu trên bàn phím, rồi mãi mới bấm được một chữ ừ đơn giản. Màn hình lại sáng lên. Cậu đang nói dối. Tớ không có lý do gì để nói dối cậu cả. Có, đó là cậu vẫn còn yêu tớ và vẫn chưa tha thứ cho tớ. Chúng ta xa nhau đã bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ tình yêu thời trẻ con có thể kéo dài đến mức ấy sao? Tớ tin, vì đến giờ tớ vẫn còn yêu cậu. Đó cũng là lý do tớ trở lại đây. Tôi sững lại, lý trí bảo tôi đừng tin tưởng, nhưng con tim tôi lại hoang mang đập rộn. Tôi úp điện thoại xuống gối, không trả lời nữa. Kéo chăn trùm kín lên mặt, tôi cố gọi giấc ngủ về để xoa dịu những cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực. Những ngày sau với tôi trôi qua trong mơ hồ. Phong nhận đưa đón tôi mỗi buổi tan làm, còn tôi cố gắng tránh mặt Quang càng nhiều càng tốt. Những tin nhắn Quang nhắn cho tôi cố gắng phớt lờ hoặc trả lời càng ít càng tốt. Nhưng càng như vậy, tôi càng thấy mình ích kỷ, những rối rắm trong suy nghĩ ngày một nhiều. Đến một ngày, tôi nhắn tin hẹn gặp Phong. Vẫn chỗ hẹn quen thuộc, vẫn làn gió mát lạnh thổi tung tóc. Tôi quay sang Phong dứt khoát. Chúng mình yêu nhau nhé. Phong nhìn tôi, trong mắt ngập tràn những cảm xúc không tên. Một lúc sau, anh mới mở lời.
Cậu chắc chắn chứ? Nên nhớ, nếu cậu gật đầu, có nghĩa cậu sẽ không có cơ hội để hối hận nữa đâu. Tôi lắc đầu. Không hối hận. Tớ biết tớ làm thế này là rất ích kỷ, nhưng tớ nghĩ kỹ rồi. Cho bản thân, cho hai đứa mình một cơ hội, có khi là một điều tốt. Nói rồi, tôi lồng bàn tay mình vào tay Phong siết chặt. Phong thoáng ngẩn người, rồi cũng siết lấy tay tôi. Hai đứa tôi cứ thế, đứng trong cơn gió lộng từ bờ sông thổi vào. Cho dù không nói lời nào, nhưng cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật căng lồng ngực, tự dặn lòng từ bây giờ đừng nên yếu đuối. Những ngày sau đó, tuy đã chính thức đổi từ bạn thân thành người yêu, nhưng tôi và Phong vẫn như trước. Có lẽ bởi vì suốt 10 năm qua, Phong đã luôn ở cạnh, quan tâm và chăm sóc cho tôi, chưa từng thay đổi. Còn tôi cũng bắt đầu học cách giao bản thân mình cho Phong, học cách mở lòng và tin tưởng vào tình yêu của một người con trai khác ngoài Quang. Tôi học cách quen với những vòng ôm đầy ấm áp của Phong, những nụ hôn phớt lên trên má, trên trán. Tôi biết Phong hiểu tôi chưa sẵn sàng, nên cậu không bao giờ bắt ép tôi làm những gì tôi không muốn. Nhưng Phong càng tốt, càng tâm lý và thấu hiểu, chỉ càng khiến tôi thêm áy náy. Cuối tháng, phòng tôi tổ chức liên hoan. Khi mọi người đã yên vị vào chỗ, chợt Quang xuất hiện. Tất nhiên, cả phòng tôi đều hoan nghênh, chỉ có tôi là bối rối. Quang ngồi đối diện với tôi, như có như không, hỏi thăm vài câu giống như một người đồng nghiệp bình thường. Mọi người trêu đùa nhau thoải mái. Có người bạo gan hỏi thăm Quang: "Sếp đã có người yêu chưa vậy?" Quang mỉm cười, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý chiếu lên tôi. "Tôi đang yêu một người, nhưng chỉ tiếc là cô ấy đã có người yêu." Lập tức xung quanh mọi người nhao nhao lên hỏi: "Cô ấy là người như thế nào? Sếp quen lâu chưa?" Quang vẫn bình tĩnh đáp lời: "Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Ngày trước, chúng tôi chia tay vì tôi phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu, vì đến với ai, tôi cũng đều so sánh với cô ấy. Sau này tôi mới biết, khi đã yêu sâu đậm một người, thì những người khác không thể nào thay thế. Chỉ tiếc là khi tôi nhận ra điều này, thì đã quá muộn. Cô ấy đã không còn đứng lại chờ tôi nữa." Nét buồn trong mắt Quang làm những đồng nghiệp nữ xung quanh tôi suýt xoa. Còn tôi cúi gằm mặt xuống bàn, lảng tránh đôi mắt của Quang. Chợt có ai đó hỏi tôi: "Hoài này, cậu với sếp là bạn cấp 3, thế cậu có quen người yêu đầu của sếp không?" Miếng dưa chuột trong miệng tôi nghẹn lại, làm tôi ho sặc sụa. Quang vội vàng rút cho tôi tờ giấy ăn và đưa tôi cốc nước. Mãi một lúc, tôi mới ngừng lại được. Trước ánh nhìn dò hỏi của mọi người xung quanh, tôi cười lấy lệ: "Xin lỗi, mải ăn quá. Người yêu của sếp tớ làm sao mà quen được?" Mọi người ồ lên tiếc nuối. Còn Quang, tôi đọc thấy sự hờn trách đang dâng lên trong mắt. Anh vớ lấy cốc rượu trước mặt, nhấp một ngụm, rồi nâng cốc lên bảo mọi người: "Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi liên hoan với mọi người phòng mình, nên hôm nay mọi người cứ uống thỏa thích. Tôi mời, không say không về." Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Quang, nhưng dường như anh không còn để ý nữa. Tôi thấy anh vui vẻ đi đến cụng ly với từng người. Những cốc rượu được anh rót thẳng vào cổ họng. Chẳng mấy chốc, Quang choáng choáng say, gương mặt đỏ lựng nhưng vẫn không thôi rót rượu. Tôi nhận thấy những ánh nhìn ái ngại từ đồng nghiệp đang chiếu vào Quang. Cuối cùng chịu không nổi, tôi giơ tay chặn chai rượu anh đang định rót tiếp. "Cậu say rồi đấy, thôi đừng uống nữa." Quang nhìn tôi rồi đột ngột bật cười: "Không sao,
Tớ say, cậu có thể đưa tớ về mà. Tôi nói đúng không mọi người? Nói rồi, anh gạt tay tôi ra, tiếp tục uống. Cũng may, mọi người biết ý, nhấm nháy nhau ra về. Các đồng nghiệp bảo tôi, cậu chịu khó đưa sếp về nhé. Dù sao, hai người cũng là bạn cấp 3, cũng thân thiết hơn bọn tớ chỉ là nhân viên. Nói rồi, họ kéo nhau về hết, không để cho tôi từ chối. Tôi quay sang nhìn Quang, đang nằm gục trên bàn, rồi tiến lại lay khẽ. Dậy đi, tớ đưa cậu về. Cho tớ địa chỉ nhà cậu. Tôi lay mãi, mà Quang vẫn không dậy. Đôi mắt chỉ hé ra nhìn tôi một lát, rồi nhắm lại ngay. Tôi sốt ruột, lục điện thoại trong túi áo khoác của Quang ra, rồi bấm ngón tay Quang vào để mở khóa màn hình. Tôi mở danh bạ định tìm bạn bè, người thân của Quang gọi đến đón. Chợt tim nhói lên khi thấy số điện thoại của mình được lưu đầy âu yếm. Myself. Tôi quẹt vội giọt nước đang trực trào ra khỏi mắt, cố trấn tĩnh lướt tiếp xuống dòng phía dưới. Gọi điện thoại cho cô giúp việc nhà Quang, hỏi địa chỉ xong, tôi đưa anh lên taxi. Quang vẫn say, anh ngủ ngon lành trên ghế, đầu dựa hẳn vào vai tôi, còn tôi đầu óc thì hỗn độn. Đến nơi, tôi dìu Quang xuống xe, rồi bấm chuông cửa. Cô giúp việc chạy ra, cùng tôi dìu Quang vào nhà. Vất vả mãi mới đưa được anh vào giường. Cô giúp việc bước ra ngoài, pha cho anh cốc nước chanh giải rượu. Còn tôi định đứng dậy ra về. Vừa đứng lên, bàn tay tôi bị anh nắm chặt. Tiếng anh khàn đục thoát ra khỏi cổ họng. Đừng đi, đừng rời xa anh. Tôi sững lại, trái tim nhói lên từng đợt. Chợt, điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn của Phong kéo tôi về thực tại. Cậu đang ở đâu đấy? Đã ngủ chưa? Tôi cúi xuống, cỡ tay Quang ra, rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng anh. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời tin nhắn. Quang say rượu, tôi đưa cậu ấy về. Giờ cậu tới đón tớ được không? Im lặng một lúc, không có câu trả lời. Khi tôi tưởng Phong sẽ không đáp lại nữa, điện thoại lại rung lên. Có nhiều lúc, cậu chân thật đến tàn nhẫn. Tớ không muốn giấu giếm chuyện gì với cậu cả. Nhắn địa chỉ cho tớ, tớ qua bây giờ đây. Tôi bước xuống cổng nhà Quang, đứng dựa người vào tường, ngắm cây ngọc lan trong sân đang nở hoa trắng muốt. Loại hoa tôi ưa thích, được Quang trồng dày đặc trong sân. Chỉ tiếc, mỗi người chúng tôi bây giờ đã có một cuộc sống riêng với những quyết định của riêng mình. Đứng ngẩn người một lúc, một chiếc xe máy đỗ dịch trước mặt tôi. Cậu đứng đây lâu chưa? Có lạnh không? Tôi không trả lời, áp mặt vào lồng ngực của Phong. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, Phong đã vòng tay ôm tôi thật chặt, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi ngồi sau lưng Phong, gió đêm mát rượi, thổi tung tóc, còn lòng tôi thì hỗn độn. Sáng hôm sau, tôi tới công ty với đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Vừa mới bước vào thang máy, tôi giật mình khi Quang cũng bước vào theo. Cửa thang máy vừa đóng lại, Quang đã ghì chặt lấy tôi, giọng khàn như sắp vỡ. Tớ không làm được. Nhìn thấy cậu và Phong bên nhau, tớ không thể chịu đựng được. Tớ không tin cậu không còn chút tình cảm nào với tớ. Tớ sẽ làm tất cả để giành lại cậu. Tôi giãy giụa, cố gỡ mình khỏi tay Quang. Buông tớ ra, đang ở công ty, đừng để cho người khác nhìn thấy. Càng tốt, cứ để cho họ thấy, để cho họ biết rằng tớ yêu cậu. Tớ còn muốn cho cả thế giới biết điều này cơ. Quang bướng mình. Tôi giận dữ, giọt nước mắt không kìm được, rớt ra khỏi khóe mắt lan dài trên má. Cậu nói yêu tớ, nhưng lúc nào cậu cũng tự làm theo ý mình. Chưa bao giờ tôn trọng cảm xúc hay suy nghĩ của tớ.
Ngày xưa khi cậu ra đi cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Quang sững sờ, rồi buông tôi ra. Tôi gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói với Quang. Chuyện tớ với cậu đã là quá khứ rồi, bạn trai hiện tại của tớ là Phong. Tớ mong cậu tôn trọng cả tớ và Phong. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, có thêm một vài người bước vào từ tầng khác. Tôi vội vàng bước ra, dù chưa đến văn phòng. Tôi đẩy cửa, bước ra cầu thang bộ. Đi được vài bước, tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi ngồi ôm gối, vòng tay tự ôm lấy mình, cố nuốt từng tiếng nức ngược vào trong tim. Mất một lúc để bình tĩnh lại, tôi mới bước lên phòng. Tôi đeo đôi kính đen to che kín đôi mắt đã sưng húp vì khóc, đeo cả khẩu trang che cái mũi đỏ như quả cà chua, rồi nói dối mọi người là đang bị đau mắt đỏ. Thật may mọi người tưởng thật, chị trưởng phòng còn cho phép tôi nghỉ một ngày. Tôi không từ chối, quả thật tôi cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa. Tôi ra khỏi công ty, đi lang thang trên phố. Điện thoại trong túi reo vang. Tôi rút ra, tên Quang hiện lên sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại. Tôi bấm im lặng, mặc kệ màn hình hết tối rồi lại sáng. Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn. Tôi mở ra, là Phong. Đang làm gì thế? Bỗng nhiên, nỗi tủi thân ghê gớm tự nhiên dâng lên dày đặc trong lòng. Tôi nhắn tin cho Phong. Đưa tớ đi đâu đó đi, càng xa nơi này càng tốt. Nhắn tớ địa chỉ, tớ qua ngay. Sống mũi tôi cay cay, Phong lúc nào cũng thế. Không cần hỏi lý do, chỉ cần biết tôi cần là anh xuất hiện. Lần này cũng vậy, Phong không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đèo tôi về quê thăm bà nội. Khi chiếc xe máy rẽ vào cánh cổng làng bám đầy rêu xanh, tôi hít căng lồng ngực mùi hương lúa ngậm đồng thơm phức, ngắm từng sóng lúa xanh mơn mớt dập dềnh theo gió, thấy lòng bình yên đến lạ. Bà nội thấy tôi về, nụ cười sáng bừng lên gương mặt nhăn nheo. Bà giữ tôi và Phong ở lại, tự tay nấu cơm cho tôi, còn nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm mùi hoa bưởi như ngày xưa tôi còn bé tí. Tôi nằm cuộn người, xúc đầu vào ngực bà, hít hà mùi hương thơm thơm mộc mạc của bà, thấy yên bình đến lạ. Bà vừa vuốt tóc, vừa bảo tôi sớm lấy chồng đi. Bà còn khen Phong vừa đẹp trai, lại vừa ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt lấy bà, thấy sóng ngầm trong lòng dường như đã tan đi hết. Gần tối, Phong đưa tôi quay trở về thành phố. Tôi vòng tay ôm lấy Phong, hỏi. Không hỏi tớ hôm nay có chuyện gì sao? Tớ biết, khi cậu muốn nói, cậu sẽ tự nói cho tớ biết. Còn khi cậu đã không muốn, thì cho dù có hỏi thế nào, cậu cũng giữ im lặng. Phong cười thật hiền. Không sợ tớ làm điều gì có lỗi với cậu sao? Tôi đùa dai. Phong hơi sững lại một chút, rồi nói bằng giọng thật dứt khoát. Tớ tin cậu. Tôi bất ngờ thấy tim mình đập thật mạnh. Cảm giác ấm áp cùng cảm kích dâng lên mãnh liệt trong lòng. Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ áp mặt vào lưng Phong, để mặc gió trên đường lùa vào tóc mát rượi. Sinh nhật Phong, tôi loay hoay học làm một chiếc bánh gato. 10 năm qua, sinh nhật tôi chưa bao giờ vắng mặt Phong, nên bây giờ tôi càng muốn làm một điều gì đó cho Phong. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tôi đã ướm từ trước, được bọc gói thật đẹp. Tôi nhắn tin cho Phong, hẹn anh tại quán cà phê quen thuộc. Gần tới giờ tan làm, màn hình máy tính của tôi lại hiện lên dòng tin nhắn của Quang. Tối nay mình mời cậu đi uống cà phê nhé. Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn với Phong rồi.
À, tớ quên mất, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Còn sinh nhật của tớ thì đã qua mất rồi. Tiếc thật. Tay tôi dừng thật lâu trên bàn phím mà không biết phải gõ câu trả lời như thế nào. Tôi tắt máy tính, đứng dậy ra về. Khi đứng dậy, tôi giật mình thấy Quang đang đứng ngoài cửa phòng, nhìn tôi đăm đắm. Trong đôi mắt nỗi buồn hiện rõ, không hề che giấu. Tôi cúi mặt, xốc lại túi sách, rồi lách mình bước qua Quang. Ngón tay anh móc vào tay tôi níu lại, nhưng rất nhanh lại thả ra. Tôi ngơ ngẩn bước ra thang máy, hoang mang dâng đầy lồng ngực. Đến giờ hẹn, tôi chuẩn bị chu đáo quà tặng Phong, rồi bước lên xe nổ máy. Chợt điện thoại tôi réo vang, đầu bên kia vang lên một giọng nữ thật lạ. Xin lỗi, chị là bạn của cậu Quang phải không ạ? Vâng, cho hỏi ai đây ạ? Tôi là giúp việc nhà cậu Quang. Hôm nay tôi xin phép về quê mà cậu ấy lại lên cơn sốt. Tôi chẳng có số điện thoại của bạn cậu ấy, có mỗi của cô. Hôm trước cô đưa cậu ấy về, tôi có xin số cô lưu lại. Giờ cậu ấy đang sốt cao, tôi chưa lên được ngay. Cô làm ơn giúp tôi chạy qua nhà xem cậu ấy một lát được không ạ? Tầm 10 giờ tối là tôi lên tới nơi rồi. Tôi ngập ngừng chưa biết nói sao, giọng cô giúp việc lại vang lên khẩn thiết. Cô làm ơn giúp tôi với, dù sao cô với cậu ấy cũng là bạn. Giờ cậu ấy có một mình ở đây, chỉ vài tiếng thôi là được. Vâng, được rồi, bây giờ tôi qua đây. Tôi gật đầu đồng ý. Cúp máy điện thoại, tôi nhắn tin cho Phong báo tối nay không đến được. Nỗi áy náy dâng lên đầy trong ngực. Cô giúp việc đã nhắn cho tôi chỗ cô hay giấu chìa khóa dự phòng, nên tôi dễ dàng tìm được. Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om om. Tôi sờ soạng bật công tắc đèn, rồi hốt hoảng nhìn thấy Quang đang nằm sộc sạch trên ghế sofa. Tôi bước lại gần, đặt tay lên trán anh. Cảm giác nóng rẫy sộc thẳng vào lòng bàn tay. Tôi nhìn Quang, nhìn đôi môi khô nứt của anh, chợt thấy xót xa. Tôi rót nước, rồi khẽ đánh thức Quang dậy. Anh hé hé mắt, nhìn thấy tôi, liền cất giọng trầm đục đầy mỏi mệt. Sao cậu lại ở đây? Tôi không trả lời, chỉ nâng Quang dậy, rồi ghé cốc nước sát miệng cho anh uống. Tôi bảo Quang, chờ một chút nhé, tôi nấu cho cậu bát cháo giải cảm. Cậu ăn rồi uống thuốc đi. Dứt lời, tôi đỡ Quang nằm xuống, rồi đi vào phòng bếp, dấp ướt khăn mang ra đắp lên trán cho Quang. Vừa định đứng dậy, Quang đã cầm tay tôi kéo lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn tôi. Cậu vẫn còn quan tâm tới tớ, đúng không? Tôi gỡ tay Quang ra, nhẹ nhàng. Cậu nghỉ đi, tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu. Cô giúp việc đang trên đường lên đây, tầm 10 giờ cô ấy tới. Cậu ăn cháo xong, uống thuốc rồi ngủ một giấc là đỡ. Quang nghe lời tôi, nằm xuống ghế, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Còn tôi bước vào bếp, nấu vội bát cháo tía tô giải cảm. Nấu xong, tôi bưng cháo lại gần Quang, bóc thêm ít thuốc hạ sốt và cảm cúm để sẵn bên cạnh. Tôi bảo Quang, cậu ăn đi, còn uống thuốc. Để lâu bệnh ngấm vào người là mệt lắm đấy. Quang bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa nhìn tôi cười. Chợt Quang hỏi tôi, cậu sẽ không bỏ đi bây giờ chứ? Tôi hơi sững lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Phong. Tôi quay lại nhìn Quang, trong ánh mắt của anh pha trộn sự chờ mong, xen lẫn cả sự sợ hãi mơ hồ, khiến tôi nghẹn lại. Tôi lắc đầu bảo Quang, cậu ngủ đi, tớ sẽ ở đây. Khi nào cô giúp việc của cậu lên đến đây, tớ mới về. Dù sao cậu đang ốm thế này, cũng không thể ở một mình được.
Quang nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại. Tôi thay một lượt khăn ướt đắp trán cho Quang, rồi bưng bát cháo vào bếp, rửa sạch. Xong đâu đấy, tôi quay trở ra, ngồi xuống ghế cạnh Quang. Điện thoại trong túi rung lên, sóng tin nhắn của Phong hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu đã sắp xong việc chưa? Một lúc nữa, cậu cứ về nhà đi. Khi nào xong, tớ sẽ qua nhà cậu. Tôi nhắn tin đáp lại. Ừ, tớ chờ. Tôi cất điện thoại, ngả người dựa lưng vào ghế. Liếc sang Quang, tôi thấy anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, chắc là đã ngủ. Tôi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cơn buồn ngủ kéo đến, rồi tôi chìm dần vào giấc mơ chập chờn. Trong cơn mơ màng, mơ hồ cảm giác thật ấm lướt trên môi, nhưng tôi không sao mở nổi mắt. Cho đến tận khi cô giúp việc của Quang đánh thức tôi dậy, tôi mới mở choàng mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, Quang vẫn ngủ rất say. Tôi chào cô giúp việc rồi đứng dậy ra về. Dừng lại trước cổng nhà Phong, tôi nhìn lên tầng 2. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, loáng thoáng nhìn thấy bóng Phong đang ngồi bên bàn làm việc. Tôi rút điện thoại gọi cho Phong. Tớ đang ở cổng nhà cậu, xuống đi. Rất nhanh, Phong xuất hiện trước mặt. Anh vuốt những giọt nước mưa đang đọng trên mặt tôi, rồi chở tôi ra quán cà phê quen thuộc. Đến quán, tôi đặt chiếc bánh lên bàn, thắp nến, rồi tặng quà cho Phong. Khi nghe tôi nói đây là chiếc bánh do tự tay tôi làm, gương mặt Phong bừng sáng. Tôi háo hức bảo Phong, cậu ăn thử đi, lần đầu tiên tớ làm bánh đấy. Phong gật đầu rồi xúc thử một thìa bánh vào miệng. Tôi thấy Phong hơi nhăn mày, nhưng chỉ sau đó Phong cười rất tươi. Ngon lắm. Vậy tớ cũng thử một miếng. Tôi cầm thìa định vươn về phía chiếc bánh, Phong đã gạt ra, nháy mắt. Không cho, cái bánh này cậu làm cho tớ, nên chỉ tớ mới được ăn. Phần còn lại, tớ mang về, mai ăn tiếp. Ai bảo cậu tặng bánh muộn quá. Đồ keo kiệt. Tôi bĩu môi. Phong cất chiếc bánh vào hộp cẩn thận, rồi quay sang ướm chiếc áo tôi mua tặng lên người. Sau đó, anh lồng những ngón tay mảnh khảnh vào tay tôi, nụ cười nở rộ trên gương mặt. Cảm ơn cậu, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất tớ từng có. Tôi cũng cười, nghe ấm áp dâng dần lên trong ngực. Mấy hôm sau, Quang đã khỏe hẳn. Tuy thường xuyên đụng mặt nhau ở công ty, nhưng tôi cố gắng tiếp xúc với Quang càng ít càng tốt. Những tin nhắn Quang gửi cho tôi cũng cố trả lời một cách bình thường nhất có thể. Giống như chúng tôi ngoài quan hệ là đồng nghiệp ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi cũng cố phớt lờ những ánh nhìn đau đáu từ Quang, tự tập cho mình chỉ nhớ đến một người khác, là Phong. Cho đến ngày cuối tháng, phòng chúng tôi rủ nhau đi liên hoan rồi đi hát karaoke. Quang cũng tham dự, anh ngồi trong góc phòng lặng lặng uống từng ngụm bia, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị đôi mắt anh khóa chặt. Khi chị trưởng phòng tôi vừa hát xong, trên màn hình hiện lên bài Hãy tha thứ cho anh. Quang cầm lấy mic rồi cất giọng khàn khàn. Bài hát này tôi muốn dành cho người con gái tôi yêu. Ngày trước, vì lý do cá nhân, tôi đã chia tay cô ấy. Nhưng trong suốt những năm ở nước ngoài, tôi chưa bao giờ quên được cô ấy. Nói rồi, Quang cất giọng thật buồn, trải dài da diết theo tiếng nhạc. Hãy tha thứ cho anh, những lúc xưa lỗi lầm, con tim anh âm thầm, chuyện tình nay lạnh câm. Hãy tha thứ cho anh, phút lãng quên em phương trời, lối anh bước theo người, phụ tình em hỡi.
ngụm nước cam trong miệng tôi trở nên đắng ngắt. Quang vừa hát, vừa nhìn tôi đăm đắm. Bài hát kết thúc, Quang cầm mic, giọng nói vang cả căn phòng đã tắt nhạc. Hoài à, tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em quay lại và ở bên anh như ngày trước. Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng hát bật mở. Nhân viên trong quán bước vào, một người cầm trên tay bó hoa hồng nhung đỏ rực, một người đẩy chiếc bánh gato 3 tầng trắng muốt đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ. Mọi người trong phòng tôi sững sờ, rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay thật giòn. Quang bước lại nhận bó hoa từ trong tay người nhân viên quán hát, rút từ trong bó hoa một chiếc hộp nhỏ. Anh tiến lại gần, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi. Chiếc hộp mở sẵn trên tay để lộ ra chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. Tiếng Quang thì thầm thật khẽ. Anh yêu em, Hoài ạ. Chưa bao giờ anh hết yêu em. Anh biết em vẫn còn giận anh rất nhiều. Nhưng hãy cho anh cơ hội để anh được bù đắp quãng thời gian em đã phải chịu tổn thương. Tôi ngơ ngác, còn xung quanh mọi người hô vang. Đồng ý, đồng ý. Tôi nhìn lại Quang, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương và chờ đợi. Tôi cúi mặt nghĩ ngợi, một lúc sau mới đưa tay nhận bó hoa. Tôi bảo Quang, cậu đưa tớ về đi, tớ có chuyện cần nói với cậu. Nói rồi tôi đứng dậy, Quang cũng bước đi theo. Trước khi bước ra khỏi phòng còn quay lại hào hứng. Mọi người cứ vui chơi thoải mái nhé, hôm nay tôi bao. Tức thì phía đằng sau tôi tiếng vỗ tay và la hét vang lên ầm ĩ. Khi tôi và Quang đã yên vị trên xe, tôi đặt lại bó hoa vào tay Quang, nhẹ giọng. Bó hoa cũng như chiếc nhẫn này tôi trả lại cho cậu. Quang quay sang nhìn tôi, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt. Tại sao? Không lẽ em yêu Phong thật rồi sao? Tớ đã từng nói với cậu, chuyện của hai chúng ta đã là quá khứ. Cậu đừng khơi lại nữa. Nguyên nhân là vì sao? Vì em không thể tha thứ cho anh, hay vì cậu ấy? Quang vẫn bướng bỉnh. Tôi quay lại nhìn thẳng vào Quang. Cả hai. Bây giờ bạn trai hiện tại của tớ là Phong. Cậu ấy luôn ở bên cạnh khi tớ cần, khi tớ yếu đuối nhất. Tớ không muốn làm bất kỳ điều gì có lỗi với Phong cả. Dứt lời, tôi đẩy cửa bước xuống xe, rồi gọi taxi về nhà. Vừa về đến cửa, tôi đã giật mình bởi vóc dáng quen thuộc của Phong. Anh đứng dựa vào tường, chiếc bóng dài đổ nghiêng xuống mặt đường trong ánh đèn vàng vọt, khiến tôi thấy sống mũi hơi cay. Tôi xốc túi xách, bước lại phía Phong. Cậu đợi tớ lâu chưa? Cũng vừa mới. Phong ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt thoáng vụt qua sự hoảng hốt và sợ hãi, khiến tôi nghẹn lại. Tôi nắm lấy tay Phong siết chặt, bàn tay 10 ngón đan chặt vào nhau. Phong kéo tôi vào lòng, hai đứa cứ lặng lẽ ôm nhau, dù trong lòng có ngàn vạn con sóng vỗ. Một lúc lâu thật lâu, anh mới thốt nên lời. Mình kết hôn nhé, được không? Tôi ngẩn người ra, nhìn Phong. Trong đôi mắt đen láy của anh như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói. Phong cứ nhìn tôi như thế thật lâu, còn bàn tay thì siết tôi thật chặt. Tôi gật đầu, thấy ánh mắt Phong như bừng sáng. Anh nâng mặt tôi lên, rồi dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận như làm tôi đau. Tôi hơi cứng người lại, nhưng dưới lòng bàn tay đang đặt trên ngực anh truyền đến tiếng tim Phong đập dồn dập. Tôi khẽ nhắm mắt lại để mặc cho bờ môi anh dịu dắt. Thật lâu, Phong mới buông tôi ra, giọng nói nhẹ như hơi thở lướt qua vành tai tôi.
ngày mai anh đưa em về ra mắt bố mẹ nhé, được không? Tôi dụi mặt vào ngực Phong, khẽ gật đầu. Từ trên đỉnh đầu nghe tiếng anh cười thật ấm. Phong hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng chúc tôi ngủ ngon rồi lên xe ra về. Còn tôi đứng ngẩn ngơ trước cổng, mãi một lúc mới bước vào nhà. Giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến, còn trong lòng tôi thì hỗn độn, hoang mang. Ngày hôm sau, khi tôi đến văn phòng, mọi người vừa nhìn tôi vừa khúc khích. Cô bạn ngồi bên cạnh tôi còn trách: "Thế mà cứ giấu mãi, bao giờ hai người định cho chúng tôi ăn cỗ đây?" Tôi lắc đầu cười khổ. Chuyện của tôi và Quang, tôi vốn không định cho ai ở đây biết. Chỉ không ngờ anh lại... Tôi băn khoăn, nếu đụng mặt Quang bây giờ, tôi sẽ thế nào? Thật may, cả ngày hôm nay anh không đến, cũng đỡ cho tôi phải bối rối. Giờ tan làm, Phong đã đón tôi từ sớm, nụ cười ấm áp đã trực sẵn trên gương mặt. Tôi bảo Phong trở vào chợ, mua ít hoa quả, đồ ăn để mang đến nhà anh. Cũng gọi điện trước cho bố mẹ tôi hôm nay tôi không về nhà ăn cơm. Mặc dù suốt 10 năm chơi với nhau, số lần tôi đến nhà anh không phải ít, nhưng chưa bao giờ tôi hồi hộp như hôm nay. Vừa về đến cổng, hai bọn tôi đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong. Phong nắm tay tôi bước vào nhà. Bàn chân tôi sững lại khi nhìn thấy Quang ở bên trong. Anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ Phong. Nụ cười trên mặt vụt tắt khi nhìn thấy bàn tay Phong đan lồng vào tay tôi khắng khít. Mẹ Phong thấy chúng tôi về, vội vàng đứng dậy, nụ cười dâng cả lên ánh mắt. "Về rồi đấy hả con? Nhanh vào nhà đi, hôm nay nhà mình nhiều khách quá, lại còn mua quà cáp nữa, vẽ chuyện." Tôi nở nụ cười đáp lại bác để che giấu sự gượng gạo của mình, rồi nhanh chóng theo chân bác vào phòng bếp. Đến giờ cơm, mẹ Phong vừa ăn, vừa gắp đầy thức ăn vào bát cho tôi. "Ăn nhiều đi cháu, sắp làm dâu nhà bác rồi còn ngại." Bác vừa dứt lời, Quang đã hò sặc sụa. Bác vội vàng đưa giấy cho Quang, ân cần: "Sao thế cháu, cay quá à?" Quang lúng túng gật đầu, nhưng đôi mắt anh cứ dán vào tôi. Tôi vụt đầu vào bát, lảng tránh cái nhìn như có lửa. Mẹ Phong lại tiếp tục: "Bác xem ngày rồi, thứ ba tuần sau đẹp ngày, hai bác sẽ có cơi trầu sang nhà cháu nói chuyện. Tuổi hai đứa hợp lắm, mà chúng mày thưa chuyện muộn quá, đâm ra lỡ gần hết ngày đẹp rồi. May mà còn mùng 8 tháng sau là được ngày, có hơi gấp một tí nhưng mà cũng phải cố. Ý hai đứa thế nào?" Tôi lí nhí đáp vâng trong miệng, còn Phong mỉm cười: "Chuyện này chúng con nghe mẹ hết." Mẹ Phong gật đầu cười hài lòng. Bác quay sang Quang thân thiết: "Đấy, ba đứa chúng mày chơi với nhau bao nhiêu năm, giờ hai đứa chúng nó thành đôi thành cặp, bác mừng lắm. Còn cháu, bao giờ thì cưới xin đây, cho các bác còn mừng." "Cháu chắc còn lâu bác ạ." "Lại kén chọn chứ gì?" "Không bác ạ, người cháu yêu sắp lấy chồng rồi." Quang nhìn tôi cười cay đắng. Mẹ Phong im lặng thở dài. Một lúc sau, bà vỗ vỗ lên bàn tay Quang an ủi: "Thôi cháu ạ, không phải duyên phải phận với nhau thì đành chịu. Trên đời này còn nhiều con gái tốt, thế nào cháu cũng gặp được người hợp với cháu thôi." Quang dạ thật khẽ trong miệng, rồi đưa cốc rượu lên uống một ngụm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quang, chợt bắt gặp ánh mắt Phong cũng đang nhìn tôi đầy day dứt. Bữa cơm toàn những món tôi thích, mà sao trong miệng tôi đắng thật là đắng. Đến ngày hẹn, bố mẹ Phong sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi chuyện để người lớn bàn bạc, còn tôi và Phong đứng đằng sau ngoan ngoãn. Cuối tuần,
Phong và tôi đi chọn tiếp, chọn nhẫn cưới. Cặp nhẫn đơn giản nhưng thanh lịch, có khắc tên của tôi và Phong lồng vào nhau quấn quýt. Ngày chụp ảnh cưới được ấn định là chủ nhật tuần kế tiếp. Tôi viết đơn xin nghỉ sẵn, cũng mang thiệp cưới đi mời. Đồng nghiệp trong phòng tôi lúc đầu nhận thiệp đều cười rúc rích, nhưng tất cả sững sờ khi nhìn tên chú rể không phải là Quang. Ai cũng hỏi tại sao, còn tôi chỉ giải thích đơn giản. Quang với tôi là người yêu cũ, và hiện tại bây giờ là bạn, là đồng nghiệp. Tôi bỏ mặc mọi ánh nhìn ngơ ngác, những lời xì xầm bàn tán sau lưng. Phải, quá khứ là cái đã qua, hiện tại mới là cái mà ta cần trân trọng. Giờ ăn trưa, khi mọi người đã ra khỏi phòng, Quang đột ngột đứng trước mặt tôi. Mới có vài ngày, gương mặt anh đã sạm đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm. Quang nắm lấy bả vai tôi, đôi mắt đầy xót xa cứ xoáy vào tôi. Em có thật sự yêu Phong? Thật sự quyết định như vậy? Thật sự không cho anh lấy một cơ hội? Tôi gỡ tay Quang ra, chìa ra tấm thiệp cưới màu đỏ chói đến nhức mắt. Phải, và tớ cũng mong ngày vui của bọn tớ có cậu đến tham dự. Quang run run đưa tay đón lấy tấm thiệp, rồi đột ngột xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Giọng anh nghe khàn đặc. Em thật ác độc. Nói rồi, Quang quay bước đi, còn tôi đờ đẫn nhìn những mảnh thiệp đỏ rực như sắc pháo nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngày chụp ảnh cưới, tôi dậy từ sớm bởi Phong đã gọi điện nhắc. Giọng anh vừa háo hức lại vừa quan tâm, đầy âu yếm khiến tôi phải bật cười. Vừa bước lên xe nổ máy, điện thoại trong túi tôi réo vang. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia tiếng cô giúp việc của Quang vang lên hớt hải. Cô Hoài ơi, cậu Quang bị tai nạn ở trong viện. Tôi có một mình, giờ xoay sở không kịp. Cô làm ơn qua giúp tôi một tay với. Chiếc túi sách trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vã phóng xe vào bệnh viện, quên cả nhắn tin cho Phong. Đến nơi, cô giúp việc đã đón tôi ngay ngoài sảnh. Quang đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa được đẩy ra ngoài. Cô giúp việc vừa khóc, vừa kể với tôi, sáng nay, lúc Quang đang chạy bộ, thì bị một chiếc xe máy mất lái tông thẳng vào người. Cô ấy đã gọi điện ra nước ngoài cho bố mẹ Quang, nhưng phải đến mai họ mới về nước được. Có một mình cô ấy ở viện, xoay sở không nổi nên đành nhờ tới tôi. Hai chúng tôi thấp thỏm đứng mãi ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đang khép kín. Thời gian lê bước thật chậm chạp, mỗi một phút trôi qua là trong lòng tôi lại thêm lo lắng. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra, Quang được đẩy ra ngoài. Anh vẫn còn nằm hôn mê. Bác sĩ nhìn chúng tôi, cười thật tươi. Ca mổ rất thành công. Chúng tôi đã cố định lại xương bả vai cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, tránh vận động mạnh là cậu ấy có thể trở lại bình thường. Cô giúp việc rối rít cảm ơn bác sĩ. Tôi theo cô ấy trở lại phòng bệnh, nhìn Quang đang nằm thiêm thiếp trên giường. Thật may, Quang không bị chấn thương nào quá nặng. Đến chập tối, Quang tỉnh lại. Anh nhăn mặt vì đau đớn. Thấy tôi ngồi bên cạnh, gương mặt anh giãn ra một nụ cười. Anh khó nhọc mở lời. Em đến từ bao giờ? Không phải hôm nay em đi chụp ảnh cưới sao? Tôi giật mình vì mãi lo lắng cho anh. Tôi đã hoàn toàn quên mất Phong. Vội vàng giơ túi sách ra, trong điện thoại tôi hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Phong. Sáng nay vì cuống quýt, sau khi nghe điện của cô giúp việc xong, tôi lỡ tay bấm chế độ im lặng. Tôi mở tin nhắn, hàng loạt tin của Phong hiện lên trên màn hình. Em đã ăn gì chưa? Anh đang chờ em này. Em đang ở đâu rồi? Sao lâu đến thế? Bao giờ em đến? Trả lời tin nhắn và điện thoại của anh đi.
Anh đang lo chết mất. Nói với anh là em vẫn ổn đi, được không? Tin nhắn cuối cùng được gửi cho tôi cách đây tầm một tiếng. Là anh sai rồi. Xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép buộc như thế. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cuống cuồng bấm số gọi cho Phong, nhưng không liên lạc được. Tôi đứng dậy bảo Quang. Cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé. Tớ gọi cô giúp việc vào với cậu. Quang vội vàng dùng cánh tay không băng bó giữ tôi lại, nhưng có vẻ hơi quá sức nên anh nhăn mặt lại vì đau. Tôi hốt hoảng. Cậu không sao chứ? Đau lắm không? Để tớ gọi bác sĩ. Quang lắc đầu. Không, em đừng đi. Em ở đây, bên cạnh tôi lúc này, chứng tỏ rằng trong lòng em, tôi vẫn còn vị trí rất quan trọng. Em đừng dối lòng mình nữa. Em còn yêu tôi. Thế nên tôi sẽ không buông tay em ra đâu. Tôi kiên nhẫn gỡ tay Quang ra, dùng giọng dịu dàng nhất có thể. Phải, tớ quan tâm cậu, vì chúng ta đã từng là bạn, là người yêu của nhau. Cậu là một phần của tuổi thanh xuân của tớ, nhưng quá khứ đã qua rồi. Người bên cạnh tớ bây giờ là Phong, cậu ấy mới là hiện tại của tớ. Người làm sai là tớ. Lẽ ra tớ nên dứt khoát ngay từ đầu, để tránh cho cả ba chúng ta những hiểu lầm không đáng có. Quang ngước mắt nhìn tôi, dường như không muốn tin vào những gì tôi đang nói. Tôi tiếp tục. Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo chỉ cần tránh vận động mạnh, tĩnh dưỡng, uống thuốc đúng giờ và đầy đủ là sẽ khôi phục rất nhanh. Tớ đã ở đây cả ngày rồi, giờ cũng nên về. Còn có một người đang chờ tớ. Ngày mai tớ lại vào thăm cậu. Nói rồi tôi đứng dậy ra về. Vừa lúc cô giúp việc bước vào phòng, tôi khẽ gật đầu chào cô rồi bước ra cửa. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Phong. Điện thoại vẫn không liên lạc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi phóng xe đến nhà Phong, bấm chuông một lúc mới thấy mẹ anh ra mở cửa. Thấy tôi, bà ngạc nhiên. Ơ, sao cháu lại về có một mình? Thằng Phong đâu? Không đi cùng cháu à? Tôi ngơ ngác. Thì ra Phong vẫn chưa về. Tôi lấp liếm. Dạ, cháu có việc bận nên về trước. Tưởng anh ấy về rồi nên cháu qua. Mẹ Phong không nghi ngờ gì, còn nhìn tôi suýt xoa. Chắc chụp ảnh cả ngày hai đứa mệt lắm nhỉ? Trời nóng thế mà. Thôi, vào nhà đi. Chắc tí nó về ngay ấy mà. Tôi vâng thật nhẹ, rồi bước vào nhà Phong. Mẹ Phong cũng đang có khách. Bà bảo tôi lên phòng Phong chờ một lúc. Tôi lên lầu, mở cánh cửa phòng anh bước vào. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, còn vương đầy mùi hương quen thuộc của Phong. Tôi bước đến giá sách, ngón tay ve vuốt từng quyển. Tôi rút một quyển sách ra xem, chợt một phong bì thư rơi xuống đất. Tôi nhặt lấy, tò mò mở ra, rồi sững sờ khi thấy đó là thư thông báo trúng tuyển học bổng của Đại học Tokyo. Nhìn ngày tháng trên thư là ngày chúng tôi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Mắt tôi nhòa nước, trúng tuyển vào đại học danh giá nhường ấy, nhưng anh lựa chọn ở lại, đằng đẵng bao năm đi cạnh tôi. Còn tôi thì ngốc nghếch, đóng cửa trái tim mình lại. Tôi bấm điện thoại gọi cho Phong, vẫn không liên lạc được. Trái tim tôi điên cuồng đập mạnh. Tôi chạy xuống nhà, chỉ kịp chào mẹ Phong nói dối có việc phải về, rồi leo lên xe nổ máy. Tôi chạy lên cầu Long Biên. Đến nơi, mỗi khi hai đứa tôi có chuyện buồn, sẽ đứng trên cầu mà hóng gió. Đến nơi, tôi thấy Phong ngồi đơn côi trên cầu. Ánh mắt anh nhìn đăm đắm vào khoảng không trước mặt. Tôi dừng xe, bước lại gần, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Phong vẫn ngồi im không động đậy,
chỉ có giọng nói cất lên thật xa lạ. Đừng làm thế, nếu chỉ vì em thấy áy náy. Vòng tay tôi siết chặt hơn. Em xin lỗi. Phòng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi quay lại nhìn tôi. Không, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên ép em vào tình cảnh này, khi biết rõ em không hề yêu tôi. Bây giờ vẫn còn kịp. Bởi vậy chúng ta buông tay nhau ra đi. Ép buộc một người không hề yêu mình ở bên cạnh, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên ép em vào tình cảnh này, khi biết rõ em không hề yêu tôi. Bây giờ vẫn còn kịp. Bởi vậy chúng ta buông tay nhau ra đi. Ép buộc một người không hề yêu mình ở bên cạnh chỉ làm cho cả hai chúng ta, à không, cả ba người chúng ta đều đau khổ. Cổ họng tôi nghẹn nghẹn. Tôi hỏi Phong, tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học? Tại sao lại không đi? Phong ngỡ ngàng, rồi sau đó anh trả lời tôi bằng giọng thật buồn. Không có gì. Vì tôi nghĩ nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em? Phong vừa dứt lời, tôi đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả người anh hơi cứng lại, nhưng tôi mặc kệ, vẫn khỉ anh thật chặt. Phong đẩy tôi ra, trong mắt tràn ngập sự xót xa. Tôi đã nói đừng vì áy náy mà làm điều này với tôi mà. Nếu không, tôi sẽ càng hiểu lầm, càng ôm hy vọng đấy. Đồ ngốc, 10 năm bên nhau, anh nghĩ em vì áy náy mà có thể đi hôn một người em không hề có tình cảm sao? Tôi gay gắt, nước mắt đã bắt đầu rớt khỏi khóe mi. Phong sững sờ, nhìn tôi như không dám tin vào tai mình. Tôi ôm lấy Phong, rúc vào ngực anh tấm tức khóc. Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Phong kéo tôi ra, đôi bàn tay áp vào má tôi, hỏi dồn dập. Nói với anh là anh không hiểu lầm đi. Tôi không trả lời, lại áp môi mình lên bờ môi anh. Rất nhanh, vòng eo tôi bị anh siết chặt. Phong đáp lại tôi bằng nụ hôn dài cuồng nhiệt, thật lâu mới chịu buông tôi ra. Em có biết bây giờ em đã không có cơ hội để hối hận nữa không? Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại Phong. Vậy anh đang hối hận sao? Muộn quá rồi. Phong ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh ấm áp, mơn man bên tai tôi. Suốt 10 năm qua, chưa khi nào anh hối hận. Tôi cũng vòng tay ôm lấy Phong. Còn em thì hối hận. Hối hận vì mãi cho đến giờ mới quay lại nhìn anh. Hôm nay em không đến. Anh tưởng em đã nghĩ lại. Anh tưởng rằng vĩnh viễn mất em. Em xin lỗi. Tôi rúc vào ngực Phong sâu hơn. Hôm nay Quang bị tai nạn nên em vào viện thăm anh ấy. Em quên mất không báo cho anh. Phong hơi buông lỏng vòng tay, giọng nói đầy bất an. Cậu ấy không sao chứ? Anh ấy bị gãy xương bả vai, đã làm phẫu thuật và cố định lại. Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, chỉ cần tránh vận động mạnh và nghỉ ngơi thôi. Vậy mai hai đứa mình vào thăm cậu ấy nhé. Tôi gật đầu rồi nhìn anh khẽ nói. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều đến thế. Xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi lâu đến thế. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Phong mỉm cười. Vậy ngày mai thăm Quang xong, cùng anh đi đăng ký kết hôn. Em sẽ có cả cuộc đời của anh để thực hiện lời xin lỗi.
Tôi nhìn Phong, đôi mắt anh sáng lấp lánh, hệt như ngôi sao trên nền trời đêm. Tôi rúc vào vòng ngực rộng của anh, để mặc gió lùa tung vào tóc, lặng lặng nghe hạnh phúc đang dâng đầy sóng sánh trong lồng ngực. Bạn thân mến, chót yêu bạn thân là cảm giác yêu nhưng chẳng thể nào nói ra, vì sợ nếu bước qua ranh giới của tình bạn thì thậm chí chẳng thể quay về làm bạn của nhau nữa. Đó là cảm giác âm thầm đau khổ khi bạn thân hẹn hò với người khác. Dù họ chia tay cũng không dám thế chỗ vì không biết họ yêu mình chút nào không. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần một truyện ngắn Anh yêu em, bạn thân à, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Ngày cuối năm, mùa đông đã vào lúc đậm đặc nhất. Tôi ngồi chống tay trên bàn làm việc, nhìn làn mưa răng răng bên ngoài cửa sổ, nghe cái rét buốt chiều cuối năm thấm cả vào trong da thịt. Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Tiếng mẹ nhẹ nhàng cất lên bên kia đầu dây. Vân à, sắp Tết Dương rồi, có về nhà không con? Con... Tôi còn đang ậm ừ không dám đáp, mẹ đã vội vã ngắt lời. Về đi con, anh con cũng về, nó mang cả người yêu về ra mắt nữa, cả thằng Huy cũng thế. Tim tôi vô thức nhói lên một nhịp. Giá mẹ biết tôi không dám về, cũng vì Huy. Huy và tôi là thanh mai trúc mã, hai đứa con nít, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng sống trong một con ngõ nhỏ. Mẹ tôi và mẹ Huy là bạn thân từ hồi đại học, thân tới mức cái gì có cũng chia đôi. Hai đứa tôi từ lúc lọt lòng đã ở cạnh nhau, tới lúc vào mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cũng là chung bàn chung lớp, quen thuộc tới mức có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Tôi biết mọi thứ về Huy, điều Huy thích, đam mê của Huy, cỡ giày, size quần áo. Chỉ là tôi không biết có một ngày tôi lại thích Huy. Tôi không biết mình thích Huy từ khi nào nữa, có thể là từ khi còn bé tí, lúc đi công viên chơi Huy nắm tay tôi thật chặt, hay là khi tôi vào cấp 3, Huy mỗi buổi tối đều đón tôi ở trung tâm ngoại ngữ với một cốc trà sữa béo ngậy trên tay. Cũng có thể là lúc chui chung một cái áo mưa trên đường đi học, mọi thứ cứ êm ả trôi qua, bình yên và ngọt ngào cho tới lúc tôi vô tình nghe được cậu bạn cùng lớp hỏi Huy. Mày có bao giờ nghĩ tới việc yêu bạn thân không? Huy ngẩn ngơ thật lâu rồi mới trả lời. Không đâu, tao sợ, sợ mất đi một tình bạn. Tôi lúc ấy đứng nép bên ngoài cửa sổ, nhìn nắng mùa thu vàng rực mà sao thấy trong lòng như có mưa răng. Từ sau hôm ấy, tôi chôn thật sâu tình cảm của mình bên trong, cố gắng giữ cho mình luôn bình thường như trước. Tôi từng thử trốn tránh Huy, nhưng không được, bởi vì nỗi nhớ cứ cồn lên không dứt. Tôi thử lạnh nhạt với Huy, nhưng lại càng không ổn. Huy sán lấy tôi, hỏi đi hỏi lại. Sao thế? Mày giận gì tao à? Đừng giận nữa, tao đưa mày đi ăn nhé. Cuộc sống của tôi, có Huy, đó là điều tôi không thể nào phủ nhận. Cũng như tình cảm của tôi với Huy, cứ ngày một lớn. Cuối cùng, tôi tự thỏa hiệp với mình. Nếu không thể là người yêu, chí ít hãy cứ như bây giờ, là một người bạn thân bên cạnh, trải qua mọi vui buồn với cậu ấy. Mỗi ngày nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, và lặng lẽ yêu cậu ấy nhiều hơn một chút. Thế là đủ. Vào đại học, tôi và Huy mỗi đứa một trường, nhưng vẫn thân với nhau như trước. Ngày cuối tuần, Huy đều phóng xe đến ký túc đón tôi đi chơi. Đám bạn cùng phòng hỏi tôi có yêu Huy không? Tôi chỉ lắc đầu. Tôi nói, với tôi, Huy chỉ đơn thuần là bạn. Chỉ là sau đó một thời gian, Huy có người yêu, còn tôi thì lặng lẽ giấu đi nỗi đau trong lòng. Vì tôi với Huy, đơn thuần cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Huy có người yêu, thời gian dành cho tôi ít đi một chút. Nhưng những ngày lễ, tôi vẫn luôn được ké một phần quà. Tôi ôm niềm vui nho nhỏ, lặng lẽ ngắm những bông hoa hoặc những thỏi son Huy mua cho với lời giải thích. Tôi không muốn bà thấy mình bị bỏ rơi. Cho đến một ngày, người yêu Huy tới tìm tôi. Cô ấy hỏi tôi có yêu Huy không? Tôi ngơ ngác, rồi khe khẽ lắc đầu. Cô ấy nói, tình bạn của tôi và Huy là áp lực cho cô ấy. Cô ấy không thích khi thấy Huy hiểu về tôi còn nhiều hơn về cô ấy. Không thích khi làm gì, Huy cũng nhớ có phần cho tôi. Không thích khi Huy nói chuyện, cứ phải nhắc về tôi. Tôi đáp trong mơ hồ, chỉ coi Huy là bạn, nhưng cô ấy không tin. Cô ấy bỏ đi, sau khi để lại một câu nói làm tôi ngơ ngẩn. Muốn tôi tin, trừ phi cậu có bạn trai. Tôi quay trở về phòng,
đờ đẫn ngồi ôm con gấu bông Huy mua cho hồi trước. Ừ, cũng đúng, tôi đã không thể làm người yêu Huy, vậy cũng đừng nên phá hư nhân duyên của cậu ấy. Vì yêu Huy nên tôi hiểu rõ thế nào là đau. Tôi không muốn Huy đau, không muốn cậu ấy giống như tôi lúc này. Tôi mỏ mẫm cầm điện thoại, tìm người bạn cùng lớp vẫn luôn theo đuổi tôi, chậm chạp gõ từng chữ. Tớ đồng ý. Ba chữ rất nhanh đã gõ xong mà ngón tay mãi không thể nào hạ xuống nút gửi. Lâu thật lâu tôi mới lặng lẽ xóa đi. Nếu đã không yêu, tốt nhất đừng làm đau người khác. Tôi chỉ là sau đó cố gắng tránh chạm mặt người yêu Huy, vì nhìn vào mắt cô ấy, tôi cứ thấy như mình có lỗi. Vậy mà, cuối cùng hai người họ vẫn chia tay. Cô ấy kéo Huy đến trước mặt tôi, vừa khóc vừa hỏi trong nước mắt. Rằng có phải Huy chia tay cô ấy vì tôi không? Tôi thấy Huy lắc đầu, tiếng cậu ấy vang lên rất nhẹ mà găm vào lòng tôi đang muốn khóc. Không phải, anh không yêu cô ấy, chưa từng. Tôi và cô ấy sau đó cũng rời đi, mỗi người một hướng khác nhau, chỉ có nỗi đau là giống nhau như đúc. Từ sau dạo ấy, Huy cũng không yêu thêm ai nữa, còn tôi vẫn ép an như trước. Huy trêu tôi kén chọn vừa thôi, không là ế, đừng để tới lúc già không ai thèm lại bắt đền Huy. Tôi nhìn Huy hỏi dò, nếu có ngày ấy thật thì sao? Huy phỉ cười, thì đành phải để bổn thiếu gia làm việc thiện giúp đời thôi chứ sao nữa. Tôi quay đi, không dám nói rằng thật lòng tôi cũng mong có ngày ấy nhiều lắm lắm. Ra trường mỗi đứa một thành phố làm việc, Huy hỏi tôi có muốn về cùng với cậu ấy không. Tôi lắc đầu cười, không, tách ông ra để tôi còn kiếm người yêu chứ, ở cạnh ông mãi bao nhiêu năm, có ai dám bén mảng lại gần tôi đâu. Huy gật gù, nói cũng đúng, mấy năm nay tôi cũng bị lây cái vô duyên của bà rồi. Mẹ tôi đang giục lấy vợ, để xem tôi với bà đứa nào nhanh thoát ế nhất. Tôi cười, lại nghe tim mình nhói thêm một nhịp. Ngày tháng cuốn tôi và Huy chìm vào công việc, những deadline, những lịch họp liên tục bất tận khiến hai đứa mệt tới dã rời. Nhưng hầu như tối nào, chúng tôi cũng gọi điện cho nhau một lúc. Tháng trước, Huy kể với tôi về cô bé đồng nghiệp mới vào, một cô bé rất xinh, có mái tóc tém và nụ cười răng khểnh. Huy bảo hình như Huy thích cô ấy mất rồi. Tôi ậm ừ, mà trái tim lại bị cái gì đó xếp một cái, đau tê dại. Alo, con vẫn nghe đấy chứ? Tiếng mẹ đột ngột vang lên trong điện thoại, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi thở dài, dù sao cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Có lẽ nếu đối diện cậu ấy, thấy cậu ấy bên người khác, tôi có thể có dũng khí chặt đứt đi đoạn tình cảm này. Ngón tay tôi siết lấy chiếc điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu, nói khẽ, vâng mẹ, con sẽ về. Tôi nghe tiếng mẹ cười thật vui bên trong ống nghe, chợt thấy mình sao có lỗi. Tan ca, tôi đi lang thang trên phố, rẽ vào một quán cơm sườn. Tôi thích ăn sườn, vì đó là món Huy làm ngon nhất. Ngày trước, mỗi lần sang nhà Huy ăn ké cơm, lúc nào trên bàn cũng có món sườn xào nóng hổi đợi tôi sẵn. Mẹ Huy nấu ngon lắm, về sau học lên đại học xa nhà là Huy nấu cho tôi ăn. Huy bảo không nỡ nhìn tôi mỗi lần về nhà là ăn như bị bỏ đói lâu năm. Huy không biết, tôi thích ăn chỉ vì đó là món do cậu ấy nấu. Tôi về tới nhà khi trời đã tối hẳn, chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh, đường phố đã răng đầy đèn hoa rực rỡ. Mấy năm trước, khi Huy và tôi vẫn còn độc thân, Huy thường bắt xe tới đây cùng tôi đi lang thang trên phố. Nhưng năm nay, có lẽ đi bên cạnh cậu ấy sẽ là một người khác, không phải là tôi. Khi tôi về tới cửa, một cái vỗ vai khiến tôi giật thót mình. Anh trai tôi đứng đằng sau cười toét miệng. Surprise! Tôi tròn mắt. Sao anh lại ở đây? Em tưởng Tết Dương anh mới về nhà mà. Anh trai tôi cười cười, đẩy lên phía trước một cô gái tóc vàng hoe. Cho mày một bất ngờ thú vị. Chào chị dâu đi. Tôi ngớng người ra. Còn cô gái trước mặt đã nhanh nhẹn bước tới, ôm lấy tôi rồi đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn. Chào em, chị là Catherine, em gọi chị là Kate cũng được. Chị đã nghe anh Phong kể rất nhiều về em. Tôi vội vàng chào lại rồi mở cửa vào nhà. Anh trai tôi dẫn chị Kate vào phòng rồi thản nhiên bàn giao. Cho anh gửi chị Kate ở đây mấy hôm, anh đi công tác, xong sẽ đón chị ấy về quê. Tôi không nói gì, chờ chị Kate đi vào nhà tắm mới giật giật tay áo anh. Thật đấy à? Ừ hay, không lẽ anh mày nói đùa? Nhưng mà anh biết tính bố mà, bố thích con dâu người Việt. Thế anh lấy vợ hay bố lấy vợ? Mà mày ủng hộ bố hay ủng hộ anh? Tất nhiên là anh, nhưng mà...
Không nhường nhịn gì hết. Mày ủng hộ anh thì phải giúp anh. Tết Dương về mày giúp chị Kết ghi điểm. Không là tình anh em gần 30 năm của tao với mày chấm dứt. Tạm thời chị ấy ở lại đây mấy hôm. Hai chị em tìm hiểu nhau đi. Giáng sinh tao đi công tác về, mày sẽ có quà, thích gì cũng có. Tôi không phản bác, vì có muốn cũng chẳng được. Anh tôi là thế, bá đạo một cách đáng yêu. Có điều, bố tôi là người rất truyền thống, lại là trưởng họ. Anh trai tôi là đích tôn, sau này sẽ thay bố tôi lo liệu mọi việc dỗ chạp, đình đám ở nhà. Tôi là con gái ruột, nhiều lúc chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Không biết chị Kết sẽ thế nào nữa. Tôi tặc lưỡi, thời đại 4.0 rồi, chắc bố mẹ tôi sẽ không quá khắt khe. Anh trai tôi giờ đi luôn buổi tối hôm ấy, chị Kết ở lại nhà ngày ngày nấu cơm đợi tôi về. Cơm chị ấy nấu chủ yếu là món Tây, có hôm chị nổi hứng gọi pizza thay cho bữa tối. Tôi hỏi chị không thích ăn món Việt à? Kết lắc đầu. Không phải, chị thích lắm, mà không biết nấu. Em đi làm về muộn, cũng không thể bắt em về mới nấu cơm chứ. Tôi bật cười. Không sao, từ mai em sẽ cố gắng về sớm. Nếu chị thích, em sẽ dạy chị nấu. Kết nghe vậy hôn chụp một cái lên má tôi rồi nói. You agree. Tôi bật cười, cũng dần hiểu tại sao ông anh đầu gỗ của tôi bị Kết cưa đổ cái rầm. Buổi chiều hôm sau, tôi cố gắng về sớm rẽ qua siêu thị. Loay hoay một hồi, tôi lỉnh kỉnh xách đủ các túi về nhà. Đến sảnh chung cư, tôi hấp tấp chạy lại chỗ thang máy. Cánh cửa đang đóng dần, bỗng nhiên lại mở ra. Một bàn tay thật to tóm lấy tay tôi kéo vào bên trong. Tôi ngước lên, còn Huy cười thật tươi. Ngạc nhiên chưa? Tôi ngơ ngác. Ông làm gì ở đây? Huy vừa đỡ lấy đống đồ ăn trên tay tôi, vừa nheo mắt. Sang chơi với bà, sợ Noel đến có đứa tủi thân đắp chăn khóc nên sang an ủi. Ông sang đây, còn em người yêu để cho ai? Không sợ có đứa nó bê đi mất à? Huy sụ mặt. Đang cãi nhau, chán, sang đây chờ với bà cho cân bằng tâm lý. Này, ông làm thế không sợ em ấy biết rồi chia tay à? Tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Tôi lắc đầu. Ai khiến bà chịu trách nhiệm? Tôi đang buồn, bà đã không an ủi thì chớ. Thôi được rồi, tôi không nói nữa là được. Nay ông sang thì làm chân đầu bếp đi. Tôi giơ một túi thức ăn lên trước mặt lắc lắc. Tôi đang sang chấn tâm lý, mà bà chỉ chú ý đến việc ăn thôi. Đồ đầu gỗ. Tôi cười nhìn Huy, cậu ấy nào biết lòng tôi ngọt ngào mắt lạnh như một ly kem. Khi chúng tôi bước vào nhà, Kết đang chăm chú xem chương trình dạy nấu ăn trên YouTube. Tôi bảo chị, nay có đầu bếp rồi, chị em mình không cần xuống bếp đâu. Bạn trai em à? Kết nhìn theo bóng lưng Huy rồi thì thầm vào tai tôi, ánh mắt đầy tinh nghịch. Tôi lắc đầu, bạn thân, không phải bạn trai. Really? Nhưng có vẻ cậu bé đó thích em, nếu không sao Giáng sinh lại chạy sang đây nấu ăn cho em chứ? Cãi nhau với bạn gái thôi chị ạ. Tôi thở dài. Oh, honey, chị xin lỗi. Kết áy náy nắm lấy tay tôi bật cười chuyển đề tài. Tối nay anh Phong về phải không chị? Ừ, chắc sắp về tới nơi rồi, để chị xuống bếp, chị muốn nấu cho anh Phong một món gì đó. Nói xong, Kết lật đật chạy vào bếp, tôi cũng đi theo. Trong bếp, Huy đã bắt đầu nấu nướng. Tôi liếc mắt, là món sườn quen thuộc. Lần nào tới, Huy cũng nấu món này cho tôi. Bỗng nhiên trong lòng dội lên một câu hỏi, Huy đã từng nấu cho cô gái nào khác ngoài tôi chưa? Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác chua chua, rồi dần trở nên đắng chát khi nghĩ tới một ngày nào đó cậu ấy sẽ thôi không còn nấu cho tôi nữa. Và ngày ấy, người hạnh phúc ngồi đợi bên bàn ăn sẽ là một cô gái khác, không phải là tôi. Tôi cố không nghĩ nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí mình. Mà sao lòng vẫn đắng? Tôi bỏ ra ngoài ghế, ngồi nghe nhạc, từng câu từng chữ sao mà giống tôi tới lạ lùng. Dù cho đã biết, nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau, đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu. Dù cho cố gắng, đến mai sau cho dù cô dâu, sánh đôi cùng bên ai, đành ngậm ngùi vài câu hát màng mác, yêu người đơn phương. Anh trai tôi về khi bữa tối vừa xong, nhìn thấy Huy, anh tôi hơi ngạc nhiên. Ơ, sang đây à? Mày chơi với cái Vân lâu, xong bị lây cái vô duyên của nó. Tối Noel cũng không có đứa nào rước đi à? Huy bật cười. Anh nói chuẩn quá, em sang bắt vạ nó đấy. Ăn xong em tha nó ra đường cho có tí cảm giác. Anh tôi khoát tay. Đi đi, mày có mày, không anh với chị Kết phải đưa nó đi kèm. Dắt theo cái bóng đèn như nó, vừa phô vừa tốn,
Tôi bất mãn. Anh làm như em thèm đi theo hai người lắm ấy. Kể cả Huy nó không sang, em cũng có thể thuê bạn trai theo giờ nhá. Thế ba trả tiền thuê tôi đi, lấy rẻ hơn 50% mà đảm bảo còn chất lượng hơn hẳn. Quá muộn rồi, ai bảo ông sang trước khi tôi kịp thuê. Tôi hử mũi. Hay là hai đứa mày yêu nhau luôn đi. Anh trai tôi chợt lên tiếng. Tôi và Huy sững lại rồi cùng nhìn vào mắt nhau. Tôi giả vờ quát anh trai. Anh nói linh tinh gì thế? Không thích à? Hai đứa mày mà yêu nhau tiết kiệm được bao nhiêu thứ, đỡ tốn công tìm hiểu, tới lúc lấy nhau cũng chẳng tốn tiền xe hoa với thuê đồ bỉ cháp. Nhà trai đứng bên này ném mâm lễ sang cho nhà gái bắt. Với cả mày mà giận chồng thì chả cần thuê xe về nhà mẹ đẻ, đi chục bước là tới nơi. Tết Nhật cũng thế, chẳng cần hành lý xe cộ gì, cứ xách chồng con lên đi 2 phút là về nhà ngoại. Anh trai tôi cười khanh khách. Tôi quay sang hỏi chị Kết. Sao chị có thể nhìn trúng anh trai em vậy? Kết cười, còn Huy thì gật gù. Hợp lý, để em suy nghĩ. Nói thật, nếu em rể anh là mày, anh cũng yên tâm. Dù sao anh biết mày từ hồi mày còn mặc bỉm, nhà mày lại sát nhà anh. Nếu mày loạn quạng với Kevin, anh chạy sang oánh mày cũng nhanh, đỡ tốn thời gian chờ taxi. Tôi giờ khóc giờ cười, đành nhét vội miếng đùi gà to ụịch vào miệng anh trai tôi. Anh ăn nhanh lên, còn đi chơi không muộn. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, anh trai tôi đưa quà tặng chị Kết xong, cũng không quên ngoắc tôi lại gần. Này, cho mày, mua quà cho chị Kết được khuyến mãi cái vòng tay, nhìn cũng được được, nên tha về cho mày đấy. Tôi bước lại, chiếc lắc bạc xinh xắn nằm gọn gàng trong hộp quà đáng yêu. Tôi biết chắc giá nó cũng không rẻ, tôi lườm anh trai tôi. Tặng quà cũng không nói được câu tử tế, nể mặt chị Kết, em nhận đấy. Anh trai tôi cười khì khì, nắm tay chị Kết bước ra ngoài. Huy cũng đã mặc áo khoác đứng sau tôi hỏi. Đi chưa? Hay còn đợi bà chát xi măng lên mặt nữa? Tôi bực mình. Ông bị lây cái bệnh vô duyên của anh trai tôi hả? Đùa đấy, bà để mặt nào cũng xinh. Đi chơi đi, không muộn. Vừa nói, Huy vừa giơ sẵn chiếc áo khoác của tôi ra cho tôi mặc rồi kéo tay tôi ra ngoài. Đêm Giáng sinh đèn sáng lấp lánh, dòng người xuôi ngược nhộn nhịp, xua tan cả cái lạnh mùa đông. Huy kéo tôi đi lang thang khắp các con phố, đến chỗ nào view đẹp là dừng lại chụp ảnh. Chúng tôi sẽ vào trung tâm thương mại chơi các trò chơi, vui đến quên trời đất. Đi lang thang tới gần 12 giờ đêm, Huy kéo tôi đứng trước sân nhà thờ, hóng mọi người bên trong hát thánh ca. Tới 1 giờ sáng, bụng tôi bắt đầu réo ủng ục, vừa đói vừa lạnh, tôi rủ Huy về. Đến nhà, đèn đóm vẫn tắt, tôi đoán chắc anh tôi và chị Kết hôm nay sẽ overnight. Hai đứa tôi chui vào bếp, đồ ăn bên trong vẫn còn khá nhiều. Huy lôi cả chai rượu trong tủ ra uống. Hai đứa đánh chén no say, chai rượu cũng bị uống sạch bách không còn một giọt. Trong cơn choáng choáng, tôi mơ hồ thấy mình nằm gọn trong vòng tay Huy, rồi bờ môi cậu ấy phủ lên tôi đầy mạnh mẽ. Tôi thầm nghĩ, nhất định đây là mơ. Nếu đã vậy, hãy mơ cho thật đẹp. Tôi dướn người lên, cũng đáp lại Huy đầy cuồng nhiệt. Dù sao, nó cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của riêng tôi. Trong đó, Huy là của tôi và thuộc về tôi. Trong giấc mơ ấy, hai chúng tôi quấn vào nhau, yêu thương, đam mê và nồng nhiệt. Tiếng chuông điện thoại gắt gỏng lôi tôi khỏi giấc ngủ ngon lành. Tôi vẫn nhắm mắt, với tay tắt chuông báo thức trước khi nó kịp vang lên thêm tiếng thứ hai. Đây đã là phản xạ sau bao nhiêu năm xa nhà. Tôi kéo chăn định ngủ tiếp, nhưng cái chăn bị chặn lại kéo mãi không lên. Tôi mở mắt rồi giật mình khi nhìn thấy Huy nằm bên cạnh. Một tay vẫn vắt ngang qua người tôi. Tôi nhìn xung quanh, những mảnh quần áo vất vương vãi khiến tôi chết lặng. Vậy nghĩa là tôi không hề nằm mơ. Tôi loay hoay không biết phải làm gì, chợt bàn tay chạm vào điện thoại của Huy. Điện thoại bật sáng, tấm hình nền cậu ấy và cô bé đồng nghiệp hiện lên kéo tôi về hiện thực. Tôi bật cười, nghe trong lòng biết bao nhiêu là đắng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn mình không khóc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc lại quần áo. Tôi ngoái lại, Huy vẫn đang ngủ rất say, hàng lông mi khẽ rung rung. Tôi đóng cửa lại thật khẽ, hướng về phòng ngủ bên cạnh. Tôi thả mình xuống giường, cố gắng xua mình và giấc ngủ. Mà làm sao, nước mắt cứ chảy ra không thể nào ngăn được. Huy gõ cửa phòng tôi khi trời đã sáng hẳn. Tôi ngồi bất động trên giường một lúc, cố điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi mang vẻ mặt giả vờ ngái ngủ ra mở cửa, cũng giả vờ gắt gỏng. Sao thế, mới sáng ra đã không cho ai ngủ à? Huy nhìn tôi một lúc, mãi mới hỏi. Tối qua bà ngủ đây à? Tim tôi đập hụt một nhịp.
nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên. Không ở đây thì chẳng lẽ ngủ chung với ông à? Tôi tưởng... Tưởng gì mà tưởng, ông uống rượu say, tôi lồi mãi mới vào được phòng. Xong rồi ông kêu nóng, quần áo cởi vứt lung tung. Tôi mà không chạy nhanh, là thấy ông nuốt 100% rồi đấy. Tí nữa là tổn hại 20 mấy năm giữ gìn sự trăm trắng cho đôi mắt. Bà nói thật à? Thật, ông đừng có lo. Ông chưa kịp làm điều gì có lỗi với em bé đồng nghiệp đâu. Giờ thì luyện đi, tôi đi ngủ đây. Vì tiếp ông ngày hôm qua mà tôi phải xin nghỉ buổi sáng này đấy. Tôi đẩy Huy ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Tôi gục đầu vào khối, bịt chặt miệng, cố không để tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng. Một lúc sau, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Tôi về đây, bà ngủ đi. Merry Christmas. Lần này tôi không kiềm được nữa, nước mắt cứ thể tuôn ra, còn trái tim như bị bàn tay nào đó thô bạo bóp nghẹt, đau đến tức thở. Tôi nằm lì trên giường suốt buổi sáng, cho tới khi tiếng chị Kết vang lên bên ngoài. Honey, em dậy chưa? Tôi ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình rồi đứng dậy mở cửa. Kết nhìn thấy tôi vội vàng hỏi. Ồ Honey, em khóc à? Em và Huy giận nhau à? Tôi lắc đầu. Không, em đang xem phim Mộ Đom Đóm. Chị xem chưa? Kết gật đầu. Chị xem rồi, chị cũng khóc giống em luôn. Huy đâu rồi? Về từ sáng rồi chị ạ. Anh Phong đâu rồi? Lại đi công tác rồi, đến cuối tháng anh ấy mới về. Trưa nay em muốn ăn gì? Trưa nay em lười quá, chị em mình đi ăn tiệm đi. Tôi đề nghị. Honey, em không sao thật chứ? Kết vẫn lo lắng hỏi. Tôi phì cười. Em không sao, thật đấy. Chờ em đánh răng rửa mặt rồi em đưa chị đi. Ăn cơm tấm nhé. Chiều em phải đi làm rồi. Ở nhà một mình chị đừng buồn quá nhé. Kết gật gật đầu, nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi. Tôi bước qua chị đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cô gái trước mặt đang mỉm cười mà mũi và mắt thì sừng húp. Tôi rửa mặt thật sạch, sau đó trang điểm. Cũng lâu rồi tôi mới dùng đến bộ trang điểm, bởi vì hôm nay tôi thực sự muốn đeo lên mình một cái gì đó để che đi những sóng gió trong lòng. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi đi rất êm đềm. Có chị Kết ở bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng bớt tẻ nhạt. Chị rất thích cùng tôi nấu ăn, có món gì ngon, món gì mới chị cũng muốn làm cho tôi ăn thử. Kết kể với tôi, bố mẹ chị ly hôn từ khi chị còn nhỏ. Chị có những khoảng thời gian ở với bố và mẹ kế. Có những lúc lại chuyển đến sống với mẹ và bố ruột. Chị bảo có thể vì thế chị thấy mình mạnh mẽ và tự chủ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Khi gặp và yêu anh trai tôi, nghe anh kể về bố mẹ, chị cảm thấy rất tò mò và hơn hết, chị muốn được là một phần trong sự gắn kết đó. Chị hào hứng khoe với tôi, chị đã mua rất nhiều đồ cho bố mẹ, rồi lo lắng hỏi tôi, liệu bố mẹ có thích chị không? Tôi nắm tay chị cười. Chị đáng yêu như thế này, để lão anh đầu gỗ của tôi còn đổ, huống chi là bố mẹ. Kết cũng cười bảo tôi, trong tình yêu cần nhất là dũng khí, có can đảm theo đuổi, cho dù là bị từ chối cũng đáng giá hơn là không dám thử. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết nói đúng, chỉ là tôi thực sự không dám thử, bởi nếu bị từ chối thì đến cả việc làm bạn với Huy, tôi cũng không còn cơ hội. Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn. Buổi chiều cuối cùng của năm, tôi cùng anh trai và Kết lỉnh kỉnh sắp đồ về nhà. Tôi ngồi trên xe, nhìn từng dãy nhà cao tầng lùi lại phía sau, thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc không tên. Màn hình điện thoại rung lên, là Huy nhắn. Về tới nhà chưa? Mai sang nhà tôi ăn cơm. Tôi đang định nhắn lại, thì dòng tin khác hiện lên. Sang tôi giới thiệu bạn gái. Ngón tay tôi khựng lại, lâu thật lâu tôi mới đủ sức nhắn nổi một chữ. Ừ. Khi ba người chúng tôi về tới cổng nhà, trời cũng đã sầm sầm tối. Bố mẹ đứng đợi sẵn ở sân, nhìn thấy chúng tôi, trong mắt là niềm vui sóng sánh. Kết hai chuyện là thế, mà đứng trước bố mẹ cũng bẽn lẽn hẳn. Mẹ nhìn Kết, trong đôi mắt đã cất sẵn nụ cười, còn bố tôi cũng dè dặt bước lại, ngậm ngụm chào. Hello, how are you? Tôi và anh trai tròn mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười, mẹ cũng cười giải thích. Biết con dẫn bạn gái về, bố phải bắt thằng cu nhà bác Toán hàng xóm dạy mấy câu chào đấy. Tôi nén cười, thằng bé nó mới lên lớp 7, không biết dạy bố được mấy câu. Kết bước lại gần bố mẹ hơn, lễ phép. Con chào hai bác ạ. Lần này tới bố mẹ tôi ngơ ngác. Cháu biết nói tiếng Việt à? Vâng, cháu sang Việt Nam cũng được 4 năm rồi, nên nói được ạ. Thế thì tốt quá, tốt quá. Làm bác cứ lo không biết nói chuyện với cháu thế nào. Mẹ tôi suýt xoa.
Thôi vào nhà đi, cơm nước bác làm sẵn rồi, vào ăn đi thôi. Mẹ nắm tay chị Kết đi trước, bỏ mặc tôi và anh trai đứng phía sau. Tôi bất mãn. Mẹ để quên con à? Anh trai cốp cho tôi một cái. Mày quên tao với mày được nhặt ở gốc cây mít đầu làng à? Đòi hỏi gì? Vào dọn cơm trước đi, tao xách đống đồ này cất đi đã. Tôi phụng phịu bước theo sau bố mẹ vào nhà. Nhìn bên trong, một mâm đồ ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Mẹ tíu tít kéo tay chị Kết ngồi xuống rồi hỏi đủ chuyện. Tôi kéo tay áo anh trai. Thế là không phải lo nhé, bố mẹ thấy anh sắp xuất chuồng rồi nên mừng không khép được miệng nữa kia kìa. Anh tôi xỉ mũi. Còn lo, lo cho mày. Tao có người rước đi, còn mày vẫn ế chồng trơ ra đấy. Năm sau chưa có ai, chắc tao phải học trên thành phố, làm nguyên cái bảng đèn led tuyển em rể, đặt từ đầu làng xuống cuối làng. Tôi hết chịu nổi, véo cho anh tôi một cái thật đau. Anh tôi cười hành hạch, còn tôi quay lưng đi vào nhà. Bữa cơm ấm cúng và vui vẻ lắm. Mẹ vừa gấp đồ ăn cho chị Kết, vừa quay sang hỏi tôi. Thằng Huy nó cũng mới về lúc chiều, dẫn theo con bé xinh lắm. Đôi đũa trong tay tôi khựng lại, hạt cơm trong miệng bỗng nhiên nhạt thất. Tôi gượng cười hỏi mẹ. Thế à mẹ, chiều mai con sang bên đấy ăn cơm, mẹ đừng nấu cơm cho con nhé. Mẹ gật đầu, không biết vô tình hay cố ý mà nghe giọng mẹ buồn buồn. Nó sắp lấy vợ rồi, còn lại mỗi mình con, cũng nhanh nhanh mà kiếm người yêu đi. Không thể lúc nào cũng chơi với nó được mãi, rồi vợ nó lại ghen thì khổ. Miếng cơm đang ăn nghẹn đắng ở cổ, tôi nuốt vội nước miếng canh cho trôi mà trong lòng vẫn như có gì nghẹn lại. Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy đi chợ cùng. Chị Kết cũng đã dậy, nài nỉ mẹ cho đi theo. Mẹ dẫn hai chị em vào chợ, còn một tháng nữa là Tết. Trong chợ đã nhộn nhịp rộn ràng. Quần áo, vải vóc, đồ ăn, lá rong, đậu đỗ cũng như muốn nhiều hơn trước. Nhà tôi chuyên gói bánh chưng bán, từ đầu tháng đã nhiều người đến đặt. Mẹ dẫn hai chị em tới hàng lá rong, chọn mua hơn chục bó, vừa chọn vừa giảng giải. Lá rong phải chọn lá xanh, bản lá to, về gói bánh mới lên màu đẹp. Để tối hai chị em cùng gói bánh với mẹ nhé. Chị Kết reo lên thích thú, còn tôi quay sang hỏi mẹ. Thế sáng nay làm gì hả mẹ? Mẹ dẫn chị Kết đi sang nhà mấy bác, mấy cô chú trong họ. Năm nay tao có con dâu rồi, tao phải sang khoe cho sướng. Ai bảo mấy năm trước cứ chê bôi anh mày mãi. Mẹ tôi hí hửng. Thế còn con? Tôi thắc mắc. Tự túc đi, mẹ tôi xua tay. Còn nhớ chính mẹ là người gọi điện cho con, thả thiết mong con về mà. Ừ, tại thiếu người sai vặt, gần Tết người ta đặt nhiều. Mẹ với bố làm không xuể, mẹ tôi thành thật đáp. Tôi ôm ngực, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Có lẽ tôi với anh tôi đúng là người được nhặt ngoài gốc mít đầu làng. Đi chợ xong về đến nhà, mẹ đã kéo tay chị Kết đi ra nhà các cô các bác trong họ. Trước khi đi, còn dặn tôi tranh thủ rửa lá, nấu cơm trưa. Tôi méo mặt, ngồi nhìn đống lá rong chất đầy trước mặt. Anh trai tôi từ sáng đã ra vườn quất phụ bố. Người trên thành phố tầm này đã bắt đầu đổ xuống chọn cây về bán. Lúc nãy tôi có lượn qua đó một chút, thấy anh và bố đang tất bật, cảm giác mùa xuân đã bắt đầu rục rịch cựa mình. Ngày trước tôi còn gọi được Huy sang rửa cùng, còn giờ thì đành một mình ngồi đánh vật với đống lá phía trước. Tôi nhắn Huy, tôi đang rửa lá bánh, chưa chắc chẳng sang nhà ông được đâu. Tin nhắn vừa đi được vài phút, tôi đã thấy Huy đẩy cổng bước vào, theo sau là một cô bé tóc ngắn rất xinh. Huy nhanh chóng bước lại chỗ tôi, ngồi xuống nhặt lá cho vào chậu. Tôi ngơ người. Làm gì thế? Phụ bà rửa lá chứ làm gì nữa. Tôi nhéo tay Huy. Ông bị hâm à? Không về đưa người yêu đi chơi sang đây làm gì? Còn nữa, ông để người ta đứng kia một mình, cũng chẳng giới thiệu gì hết. Tôi nhăn mặt. Cô gái nghe tôi nói vậy, bèn bước lại gần cười thật dễ mến. Em chào chị, em tên Thảo Phi ạ. Ừ, chào em. Xin lỗi, chị không định kéo Huy sang đây đâu. Tôi áy náy. Không sao đâu chị, em có nghe anh Huy kể về chị rồi. Chị để em giúp chị luôn. Vừa nói, Thảo Vi vừa nhanh nhẹn nhặt lá rửa cùng tôi. Tôi vội vàng giữ tay cô bé lại, nhưng Huy đã thủng thẳng đáp. Để em ý làm đi, làm nhanh còn ra nhà tôi ăn cơm, để bà lâu em ấy đói bụng. Bàn tay tôi đang nắm lấy tay Thảo Phi hơi khực lại, rồi lặng lẽ buông ra. Tôi cười gượng. À, tôi không để ý. Xin lỗi nhé, tôi vô tâm quá. Huy vừa rửa lá, vừa nói vu vơ. Bà cũng biết mình vô tâm cơ đấy. Tôi im lặng, cắm cúi chú tâm vào đống lá. Có ba người làm nên mớ lá rong mẹ mua về cũng nhanh được rửa xong. Tôi xếp từng mệt lá lên mặt bể nước hong khô, rồi tranh thủ cắm cơm, hầm nóng đồ ăn cho mọi người buổi trưa. Tôi liếc ra ngoài sân,
Huy và Thảo Vi đang cười đùa vui vẻ, có một chiếc lá bay vương lên tóc Thảo Vi. Huy dịu dàng cúi xuống, gỡ nó ra khỏi tóc cô ấy. Khoảnh khắc ấy, hai người đứng thật sát gần, khiến mắt tôi cay xè, đành vội quay đi rồi tự giễu mình. Sao mà yếu đuối? Lúc tôi ra nhà Huy, buổi trưa đã được bày sẵn trên bàn. Nhìn thấy tôi, mẹ Huy cười âu yếm. Về hôm qua à, có mệt không con? Tôi lắc đầu rồi chạy lại sụi đầu vào ngực mẹ Huy làm nũng. Dù đã lớn nhưng tôi không bỏ được thói quen này. Nhiều lúc Huy còn ganh tị hỏi có phải tôi và Huy bị y tá trao nhầm mẹ hay không, mà mẹ Huy lúc nào cũng cưng chiều và bênh vực tôi còn hơn con ruột. Tôi liếc nhìn bàn ăn, bên trên có cả một đĩa sườn xào và một đĩa cánh gà chiên cua ca nóng hổi. Mẹ Huy kéo tôi ra bàn cười thật hiền. Hàng món này thằng Huy nó tự nấu đấy, con ăn xem có ngon bằng cô không. Tôi không khách khí mà nhón lấy một miếng cho vào miệng rồi làm mặt nịnh nọt. Cũng tạm, nhưng còn lâu mới bằng được cô nấu ạ. Huy đi ngang qua nghe vậy, bèn lấy đũa gõ vào đầu tôi. Đã nấu cho ăn còn chê, từ mai nhịn nhá. Tôi cười hì hì, nhưng khi nhìn thấy Thảo Vi bước xuống cầu thang, nụ cười trên môi tôi cứng lại. Trong bữa ăn, tôi cố gắng nhìn Huy và Thảo Vi thật ít, chỉ cắm cúi ăn và trò chuyện với bố mẹ Huy. Từ lúc mẹ Huy hỏi tôi đã có bạn trai chưa, tôi lắc đầu cười trừ. Mẹ Huy gắp cho tôi một miếng tôm, rồi dịu dàng nói. Con ra nhà như thế, lại một thân một mình, cả mẹ con và cô đều không an tâm. Nếu có ai thương yêu mình, con thử cân nhắc, rồi dẫn về đây cho cô xem mặt. Tôi chưa kịp trả lời, Huy đã chen ngang. Kìa mẹ, Vân nó còn chưa vội, mẹ vội làm gì? Mẹ Huy lử mắt. Con gái có thì, ai như mày, mà mày cũng có nơi có chốn rồi, thì cũng phải để nó kiếm người yêu chứ. Nhưng con không thích. Huy hơi gắt, mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, còn mẹ Huy thì bực mình. Mày hâm vừa thôi, mày lấy quyền gì mà thích với không thích ở đây? Huy gãi đầu. Ý con là con lấy vợ rồi nó mới được lấy chồng, con không thích nó xuất chuồng sớm hơn con. Mẹ Huy ném cho Huy cái nhìn khinh bỉ rồi quay sang tôi. Kệ nó, con không cần để ý tới nó làm gì, có chấm được ai gửi ảnh về cho cô. Tôi khẽ gật đầu, vụng trộm liếc về phía Huy. Bên đó, Thảo Vi đang ân cần gắp cho Huy một miếng thịt gà, tự nhiên làm miếng thịt trong miệng tôi trở nên nhạt nhẽo. Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, tôi lấy cớ về phụ mẹ đãi đỗ gói bánh để rời nhà Huy sớm. Lúc về đến nhà, đã thấy mọi người trong nhà đang cười vui vẻ. Tôi tò mò. Có gì mà mẹ vui thế? Đến mức con gái rượu có vắng mặt cũng chẳng thèm để ý. Có dâu mới đi khoe khắp làng chứ sao nữa. Mày, kém thông minh. Anh trai tôi đáp, còn mẹ tôi tiếp lời. Thảo dẫn cái kết sang nhà bà gái với bác Quế. Hai người thấy cái kết cứ nhìn không chớp mắt. Mấy năm nay cứ chê thằng Phong ế sưng, không đứa nào nó thèm ngó. Này thấy tao dắt sang con dâu Tây, vừa xinh vừa xịn, không nói được gì. Mà bác Quế nhà mày cũng vô duyên cơ, bảo là dâu Tây thì làm sao hợp với lễ thói quê mình, rồi làm sao lo được cỗ bản đình đám lễ lạt. Tao mới bảo luôn, thời đại này còn kiểu suy nghĩ cổ hủ ấy. Tây hay ta, miễn chúng nó yêu thương nhau, chịu khó làm ăn là được. Tao còn khoe cái kết biết nấu cả món Việt nữa. Con bé có học thức, công việc đàng hoàng, còn đình đám lễ lạt thì ở đây có tao với bố mày rồi. Hai đứa nó về được thì về, không về được cũng chẳng sao. Mình làm bố làm mẹ phải nghĩ cho con cho cháu. Thế là bác ấy chả nói gì nữa. Tôi bật cười nhìn sang chị Kết, thấy hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt chị. Cảm giác mùa xuân năm nay sẽ vô cùng ấm áp. Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ngồi quây quần gói bánh. Mẹ tỉ mỉ dạy chị Kết cách gấp lá, cho lá vào khuôn, rồi đổ gạo, đổ thịt sao cho bánh chưng vuông hình. Kết rất thông minh. Chỉ sau một lúc, bánh chị gói còn đẹp hơn cả tôi. Tối muộn tôi ngồi canh nồi bánh, ngơ ngẩn nhìn ánh lửa bập bùng nhảy nhót. Chợt bà vai bị vỗ bụp một cái, tôi ngẩng lên thấy Huy cầm túi khoai lang và túi ngô lắc lắc. Tôi ngạc nhiên. Sang đây làm gì? Nướng khoai, nướng ngô, chứ làm gì. Thảo Vi đâu? Đi ngủ rồi. Ông không ở nhà với em ấy, cứ chạy sang đây, không sợ em ấy ghen à? Sao bà cứ nhắc em ấy mãi thế? Tôi không muốn em ấy hiểu lầm. Tôi quay đầu tránh ánh nhìn của Huy. Em ấy không đầu gỗ như bà đâu, yên tâm. Vừa nói, Huy cầm củ khoai bỏ vào trong bếp lửa. Sau đó, Huy cầm mấy ống tre sáng nay bố tôi chảy lạt còn thừa mang vào bếp. Một lúc sau, cậu đi ra với những bắp ngô đã được xiên gọn gàng. Hai chúng tôi cầm xiên ngô nướng bên bếp củi, nghe mùi thơm lan tỏa trong không gian. Huy bảo tôi. Bà biết không, tôi thích nhất là những lúc như thế này đấy. Ấm áp, bình yên, chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi không trả lời, chỉ ôm gối nhìn chằm chằm vào ánh lửa.
Huy chắc không biết với tôi giờ phút này đáng quý tới mức nào. Nó giống như một quả cầu pha lê thật đẹp nhưng quá mong manh. Bởi tôi biết chỉ một thời gian nữa khoảnh khắc ấm áp an bình này rồi sẽ thuộc về một người con gái khác, không phải là tôi. Tôi ngồi lặng lẽ, tự cho mình tham lam thêm một chút, ích kỷ thêm một chút và ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút. Quá nửa đêm, Huy đã về từ lâu. Tôi đang ngồi gật gù bên đống lửa, chợt nghe tiếng chị Kết nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Honey, đi ngủ đi em, để chị canh cho. Tôi lắc đầu, không sao đâu, em thức quen rồi, mai ngủ bù cũng được. Chị Kết kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi, cầm bắp ngô đã nướng lên ăn. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi, em thích Huy phải không? Tôi cứng người lại rồi khe khẽ lắc đầu. Chị Kết dừng ăn, cầm lấy tay tôi. Chị biết em thích cậu ấy, đừng giấu chị Honey. Tôi cười chua xót. Cho dù có thích thì sao đây, cậu ấy có người yêu rồi. Vậy sao em không nói cho cậu ấy biết? Em không muốn đánh mất cậu ấy. Em sợ tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng em biến mất. Em sợ một ngày, ngay cả làm bạn cậu ấy cũng không được. Kết ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Chị hiểu, Honey, chị hiểu. Tôi gục đầu vào vai Kết, nghe nỗi buồn mơn man trải khắp lòng. 3 ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, anh em tôi và Kết quay trở về thành phố. Lúc lên xe, đồ ăn, quà cáp bố mẹ chuẩn bị đã chất đầy cốp xe. Bố mẹ nhìn chúng tôi lưu luyến mãi. Anh tôi và chị Kết phải hứa sẽ xin nghỉ Tết sớm để về. Bố mẹ mới hài lòng. Tôi tranh thủ sang chào bố mẹ Huy, thấy Huy và Thảo Phi cũng đang chuẩn bị đồ đạc. Tôi khẽ gật đầu với Thảo Phi, nói vài câu tạm biệt với Huy rồi lên xe về thành phố. Hai đứa, hai thành phố khác nhau, khoảng cách hình như cũng bắt đầu xa dần. Anh trai tôi và chị Kết ở lại với tôi một buổi tối rồi cũng quay về thành phố của hai người, về với công việc thường nhật. Buổi tối đầu tiên ở một mình sau chuỗi ngày có chị Kết bên cạnh khiến tôi buồn ra xiết. Cũng may, tối nào Huy cũng gọi điện cho tôi, buồn đủ thứ trên trời dưới đất. Quay lại thành phố, công việc cuốn lấy tôi đi từng ngày. Chớp mắt đã ngoài 20, chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết. Tôi ngồi trong công ty nhìn màn mưa bụi răng răng ngoài cửa sổ, rồi nhìn màn hình máy tính dày đặc vừa thư vừa tin nhắn mà uể oải. Chợt tiếng rên khẽ của cô bạn đồng nghiệp khiến tôi chú ý. Tôi quay sang, thấy cô ấy đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Tôi hỏi khẽ, sao thế, đau bụng à, có cần xin nghỉ không? Cô bạn xua xua tay, không sao, mùa dâu chín thôi, việc nhiều quá, tôi không nghỉ nổi, đang chởm nóng cũng đỡ rồi. Nghe cô ấy nói, tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi sực nhớ, tôi cũng đã quá gần một tuần. Cả ngày làm việc hôm ấy, đầu óc tôi không thể nào tập trung nổi. Trong lòng nóng như lửa đốt, vừa tan làm, tôi phi vội ra hiệu thuốc, rồi phóng như bay về nhà. Nhìn hai vạch đỏ chói trước mắt, tôi như chết lặng, còn đầu óc thì trống rỗng. Tôi cứ ngồi đờ đẫn trong phòng vệ sinh, cho tới khi bị tiếng chuông cửa bên ngoài làm giật bắn mình. Tôi hoảng hốt, giấu vội mọi thứ vào túi bóng, xách vào phòng nhét dưới gầm giường. Tôi mở cửa, ngạc nhiên thấy anh tôi và chị Kết đang đứng chờ. Anh tôi vừa xách đồ vào phòng, vừa cáu kỉnh hỏi. Mày làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Đứng mỏi hết cả chân. Đi vệ sinh chứ làm gì nữa, sao anh đến cũng chẳng báo trước. Tôi cũng bực mình. Nhớ mày thì về chứ sao, thế mà mày tiếp đón anh mày bằng thái độ đấy hả? Mai 23 âm, mày có về nhà ăn ông công ông táo không? Tôi lắc đầu. Thôi, em để dành phép về nghỉ Tết cho lâu. Thế bao giờ mày về? Chắc em làm hết 28 âm mới về, năm nay nhiều đơn hàng quá. Thằng Huy bao giờ về? Tôi chợt giật thót mình, trả lời qua loa. Chắc cũng tầm đó mới về. Thế để tao gọi cho nó, hôm ấy qua đây đưa mày về một thể. Tôi vội vàng giữ tay anh tôi lại. Đừng anh, vì nó có người yêu rồi, đừng có cái gì dính tới em cũng gọi cho người ta như thế, không hay. Anh tôi ngừng lại nhìn tôi chăm chăm, rồi chợt buông một câu không đầu không cuối. Cái thằng gà, cả mày cũng gà, tôn cường bố mẹ nuôi. Tôi chưa kịp phản bác, anh tôi đã nói tiếp. Tối nay tao có hẹn với bạn, mày ở nhà chăm chị Kết, mai có thưởng. Lời vừa dứt, người cũng đã bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại phòng, thấy chị Kết đang hổ hởi, lôi trong túi ra một đống quả bánh, quần áo. Chị bảo tôi, Honey, chị mua quần áo Tết cho em này, thử đi xem có thích không. Rồi chị dúi vào tay tôi một đống đồ, đẩy tôi vào phòng thay cho chị ngắm. Lúc tôi bước ra, Kết trầm trồ. Đẹp quá, Honey. Cảm ơn chị, mà sao chị biết em thích màu này vậy? Vì nói cho chị đấy. Ngực tôi lại như có giảm đâm, tôi cười gượng, đánh trống lảng. Mai chị với anh Phong về quê à? Ừ, anh Phong với chị xin nghỉ sớm,
về ăn ông công ông táo với bố mẹ rồi nghỉ Tết luôn. Giá mà em cũng về được thì vui. Bận lắm chị ạ, em không dứt ra được. Tôi lắc đầu. Em chưa ăn gì đúng không? Để chị nấu cho em ăn nhé. Chị học thêm được một món Việt nữa rồi. Kết hào hứng. Tôi lúc này không có hứng ăn uống, nhưng nhìn nụ cười và đôi mắt chờ mong của Kết lại không nỡ lắc đầu. Kết đi vào bếp, còn tôi quay trở lại phòng, ngồi phịch xuống giường, đầu óc tôi hỗn loạn như bị một đàn ngựa chạy qua. Tôi vô thức đưa tay sờ lên bụng, một sinh mệnh đang lặng lẽ thành hình bên trong như một mầm cây đang dần lớn. Tôi vừa lấy điện thoại nhìn chăm chăm vào dãy số quen thuộc của Huy, nhưng ngón tay không cách nào cử động. Sáng hôm sau, anh trai và chị Kết rời nhà đi từ sớm. Tôi sốc lại tinh thần, đi tới công ty, ngồi trước bàn máy tính. Những con số cứ xoay vòng vòng trước mắt, khiến tôi chóng mặt. Tôi đứng dậy, bước ra bên ngoài hóng gió. Trời đang rét, những cơn gió mùa đông bắc cứ quất vào mặt tôi bút rát. Tôi hoang mang, bất lực, như đứng giữa một dòng nước mênh mông không thấy bờ. Tôi không muốn nói cho Huy biết, vì cậu ấy chắc chắn sẽ lựa chọn ở cạnh tôi. Nhưng cậu ấy đâu có yêu tôi. Gắn bó với một người không dành tình cảm cho mình có khác gì ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn. Hơn nữa, cậu ấy cũng đâu có hạnh phúc nếu bắt buộc phải ở cạnh một người chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Nhưng đứa bé này tôi không cách nào bỏ được. Đó là một mầm sống, là máu thịt của tôi, cũng là thứ duy nhất của Huy mà tôi có được. Tôi cứ đỡ đẫn như thế qua suốt một ngày, đến lúc tối muộn mới lết về nhà. Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi giật mình thấy Huy đã đứng trước cửa từ bao giờ. Nhìn thấy tôi, Huy hầm hầm tức giận. Bà làm gì không nghe điện thoại? Có biết tôi gọi cho bà biết bao nhiêu lần hay không? Tôi sững người, vội cho tay vào túi, điện thoại hết pin từ lúc nào. Tôi chẳng rõ, nhìn vẻ mặt lơ ngơ của tôi, Huy dường như càng bực mình hơn. Bà có bao giờ biết làm người khác thôi lo lắng cho mình hay không? Ông làm gì ở đây? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Đôi mắt của Huy như sẫm lại, Huy kéo tay tôi, bước phăm phăm về phía cửa nhà. Đến nơi, Huy sẵn giọng. Mở cửa. Tôi vừa lấy chìa trong túi ra mở cửa, vừa bực mình gắt. Ông bị hâm à? Đừng nói lại cãi nhau với người yêu rồi sang đây lấy tôi làm cái thùng nước gạo nhé. Huy nghe xong, dường như bị chọc trúng cái gì, nắm tay tôi kéo mạnh vào nhà, tiện đóng sầm cửa lại. Tôi chưa kịp tức, Huy đã áp tôi vào tường, đôi mắt nhìn tôi như tóe lửa. Tại sao lại giấu tôi? Nói. Giấu cái gì? Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả. Tôi quẫn bách, tìm cách thoát khỏi vòng tay Huy đang khóa tôi thật chặt. Tại sao? Rõ ràng đêm Giáng sinh là tôi và bà đã cùng nhau. Tại sao bà lại làm như chưa hề có việc gì xảy ra? Huy chất vấn, giọng đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi điếng người, không dám nhìn vào đôi mắt như có lửa của Huy. Ấp úng hỏi. Sao ông biết? Là chị Kết. Chị Kết gọi cho tôi đấy. Sáng hôm đó chị ấy về sớm, thấy bà lén lút chạy ra khỏi phòng rồi sang phòng khác ngủ. Tại sao bà không thừa nhận là bà đã cùng với tôi? Bà ghét tôi đến thế sao? Tới mức muốn phủi sạch chuyện ngày hôm đó. Thậm chí, tới cả việc bà có thai với tôi, bà cũng không muốn cho tôi biết. Nếu chị Kết không gọi cho tôi, nói nhìn thấy que thử thai của bà dưới gầm giường, tôi thậm chí còn không hề biết mình đã có con. Bà coi tôi là loại người gì? Vậy tôi phải làm sao? Tôi hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. Nói với ông để làm gì? Ông đã có người yêu, còn tôi tự biến mình thành loại trà xanh mình ghét nhất. Vậy bà có nghĩ tới tôi không? Để làm gì, ông có thích tôi đâu. Huy sững người lại, rồi thở dài. Đúng, tôi không thích bà. Tôi bật khóc, tìm cách dãy ra khỏi vòng tay Huy, nhưng ngay lập tức bị kéo lại, rồi ôm thật chặt. Huy hét lên, giọng đã lạc đi vì tức. Tôi không thích bà, mà là tôi yêu bà. Tôi yêu bà, đồi con gà. Tôi yêu bà lâu lắm rồi, bà nghe rõ chưa? Yêu tôi, vậy Thảo Vi thì sao? Còn cả cô bạn gái hồi đại học nữa. Ông nói yêu tôi lâu rồi, sao hồi đó con đi tìm bạn gái? Tôi quát lên. Vì tôi chơi với bà lâu quá, bị lây cái óc heo của bà đấy. Tôi tìm người yêu là để bà ghen, để xem bà có tình cảm với tôi không. Thế mà cái đồ đầu gỗ như bà mãi không hiểu, suốt mấy năm rồi cũng không thèm hiểu. Ngay cả đợt Tết Dương vừa rồi, tôi thuê bạn gái về, bà cũng không thèm để ý, còn suốt ngày đuổi tôi về với người ta. Bà nói đi, bà coi tôi là gì? Đã bao giờ bà thích tôi dù chỉ một chút chưa? Huy gầm lên, vòng tay cũng siết lấy tôi chặt hơn, còn tôi như hóa đá. Tôi lắp bắp hỏi, Thảo Vi không phải là đồng nghiệp của ông à? Mấy triệu tiền thuê của tôi đấy, bà có biết không?
Huy vẫn ấm ức. Tôi tưởng vì tôi thấy ông để ảnh nền điện thoại là cô ấy. Vì thế bà mới không nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi đúng là tự làm tự chịu mà. Nếu không vì bà, tôi việc gì phải học nấu ăn. Bà có biết hồi bà còn bé sang nhà tôi ăn cơm, cứ khen mãi món sườn mẹ tôi làm. Tôi phải năn nỉ mẹ mới dạy cho tôi. Tôi làm nó là vì bà thích ăn. Còn nữa, chả sữa chả ngon gì hết. Chỉ vì bà thích nên tôi mới uống. Và tôi cũng chỉ uống vị bà thích mà thôi. Vậy tại sao ông không nói? Tôi ngước mắt lên nhìn Huy. Vì tôi sợ. Tôi sợ bà không thích tôi. Tôi sợ tôi sẽ đánh mất bà nếu nói ra. Tôi sợ nếu bước qua, ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Nhưng bây giờ tôi mặc kệ. Giữa hai chúng ta đã có sự ràng buộc. Cho dù bà không thích tôi cũng giữ bà lại. Huy gục đầu vào tóc tôi, vòng tay siết lấy tôi chặt hơn. Tôi rơi nước mắt, cũng vòng tay ôm lấy Huy thì thầm. Ai nói tôi không thích? Huy buông tôi ra, không dám tin hỏi lại. Thật à? Tôi gật đầu, lập tức bị bờ môi của Huy bao lấy. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt, khao khát, rồi chuyển dần thành một nụ hôn thật sâu đầy quyến luyến. Thật lâu Huy mới rời khỏi môi tôi, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng. Nếu biết trước, tôi đã không để lỡ từng ấy năm rồi. Tôi sụi đầu vào lồng ngực Huy. Cũng may còn chưa muộn. Không, tôi tiếc lắm. Từng ấy năm đi bên em chỉ với tư cách là bạn. Từ giờ em phải đền bù cho tôi tất cả khoảng thời gian mà tôi đã để lỡ. Tôi không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Huy. Tối hôm ấy Huy ở lại cạnh tôi, hai đứa đắp chung chăn. Tôi rúc vào vòng ôm của Huy ấm sực. Huy hôn lên trán tôi thì thầm. Tôi muốn gọi điện báo cho mẹ quá. Nếu mẹ biết chắc sẽ vui lắm. Tôi hốt hoảng. Từ từ đã, tôi sợ. Huy cười tủm tỉm. Sợ cái gì? Em có biết mẹ mong em làm dâu lắm không? Tết năm nào mẹ cũng bảo tôi tìm cách tán em. Lúc tôi thuê Thảo Vi về, mẹ không biết nên buồn mãi. Bây giờ tôi không những hoàn thành mong ước của mẹ, còn vượt chỉ tiêu mong đợi. Mà sửa cách xưng hô đi, cứ tôi mãi nghe nó làm sao ấy. Tôi phỉ cười. Quen rồi, không sửa được, ngượng miệng lắm. Không sửa cũng phải sửa. Nào, gọi anh đi. Tôi há miệng, lâu thật lâu mới thốt được tiếng anh. Huy mỉm cười, hôn lên mũi tôi dịu dàng. Anh yêu em, rất yêu bạn thân ạ. Tôi cũng cười, xúc vào lòng Huy, nghe lòng ngọt như có mật. Bên ngoài là gió mùa đông bắc, nhưng trong tôi mùa xuân đã về, đầy an yên và ấm áp. Bạn thân mến, có lẽ một trong những thanh âm ngọt ngào nhất là khi người mình thích gọi tên của mình. Dù bao năm có trôi qua, ấn tượng về lần đầu gặp gỡ, về câu chào hỏi đầu tiên vẫn là ký ức không thể phai mờ. Có khi nào giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình nghe thấy người ấy gọi tên mình như ngày xưa và lần đầu gặp gỡ. Khoảnh khắc ấy, cảm giác ấm áp tràn ngập cả tâm hồn. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn được gửi đến từ tác giả Bích Lạc. Hoàng và tôi là bạn thân từ thuở mới lọt lòng mẹ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chứng kiến mọi khoảnh khắc vui buồn của đối phương. Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã được 26 năm như thế. Lần này là về hẳn rồi đúng không? Ừ, về hẳn rồi chứ còn lưu luyến gì nữa. Tao phải về Việt Nam chứ, ở đây còn có mày mà. Hoàng lấy lại chiếc ba lô cùng mấy túi quà lỉnh kỉnh mà tôi cố dành sách. Tao đã nói mày không cần đến đón rồi mà. Đường xa như thế, một thân con gái phóng xe máy, tao cũng đến ạ mày cơ. Hì, thì có sao đâu. Mấy khi tôi được đích thân ra sân bay đón cậu bạn thân du học xa về nước chứ. Tôi nhận ra Hoàng bỗng dừng lại phía sau. Tôi quay lại nhìn cậu. Tôi nhìn theo ánh mắt Hoàng về phía cửa sân bay. Cả thế giới xung quanh tôi bỗng biến mất. Trong mắt tôi lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng người con trai ấy. Người con trai mà tôi đã dành suốt 10 năm thanh xuân để thương nhớ. 10 năm trước. Tôi vốn không có hứng thú gì với bóng đá, nhưng Hoàng lại rất yêu thích môn thể thao này. Ngày hôm ấy, nó một mực năn nỉ tôi ra sân xem nó chơi bóng, vì là trận thi đấu chung kết
nên tôi cũng không muốn khiến nó thất vọng. Mày ngồi đây nha, tao căn rồi. Chỗ này ngồi là xem được rõ nhất đấy. Nhớ cổ vũ cho tao nha, một mình tao tôi đấy. Hoàng cười nói, nháy mắt tinh nghịch rồi chạy xuống sân. Minh Hoàng cố lên, Minh Hoàng cố lên. Tôi đưa mắt nhìn xuống đội cổ vũ ở dưới sân. Thằng nhóc này từ bao giờ lại được yêu thích đến vậy chứ? Tôi phì cười, lẩm bẩm một mình. Hoàng chơi bóng hay gần nhất khối đó. Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh. Cậu chàng với một chân bó bột và đôi nặng, khó khăn lắm mới ngồi xuống được. Đến khi ngồi được thoải mái, cậu quay sang nhìn tôi. Chào Ngọc, tớ là Phong. Như hiểu được ánh mắt xa lạ của tôi, cậu bạn nói thêm. Là bạn cùng lớp với Hoàng. À, chào cậu. Tôi gật đầu nhẹ rồi quay về phía sân. Cảm nhận được ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tôi lại quay sang. Sao cậu nhìn tớ như thế? Cậu không thắc mắc ai là người chơi hay nhất à? Tại sao? Vì tớ chính là người chơi hay nhất. Tôi khó hiểu nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc chân đang bị bó bột cứng ngắc kia. Lần đầu thấy cậu đến sân cổ vũ đó. Cậu biết tớ sao? Tớ hay thấy cậu đợi Hoàng ở nhà xe, nhưng không rõ mối quan hệ của hai người là gì. Cậu có bạn trai chưa? Câu hỏi đột ngột ấy làm tôi sặc nước mà ho không ngừng, còn cậu ta chỉ ngồi cười nắc nẻ, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tớ chưa, nhưng sao lại hỏi như vậy? Vậy là tốt rồi. Phong lại cười với tôi, rồi cậu quay về phía sân bóng, cứ vậy im lặng đến cuối trận đấu. Kể từ hôm đó, ngày nào Phong cũng cùng chúng tôi đi học và tan trường. Những hôm Hoàng ốm nghỉ hay phải đi thi học sinh giỏi ở xa, Phong đều đến chở tôi đi học. Cứ thế, tôi cũng quen dần với sự hiện diện của Phong trong cuộc sống của chúng tôi. Năm chúng tôi lên lớp 12, bác Mạnh, bà của Hoàng bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác gái bẩm sinh cơ thể yếu đuối. Mọi thứ trong nhà dồn nặng lên đôi vai gầy của chàng thanh niên vẫn còn vô tư, giản đơn ấy. Quãng thời gian đó, tôi và Phong vẫn luôn cố gắng thay phiên nhau đến bệnh viện cùng Hoàng. Ngày thì đến trường học, buổi chiều thì ở bệnh viện, đến tối thì lại đi làm thêm. Chỉ sau 2 tháng, Hoàng gầy rộc người đi. Cậu chàng với nụ cười tỏa nắng, cùng dáng vẻ hoạt bát, dường như chỉ trong chớp mắt biến thành một người khác. Ngày hôm đó, tôi thấy Hoàng một mình ngồi trước phòng bệnh, nhẹ gạt đi giọt nước mắt. Giây phút ấy, tôi cũng vô thức rơi lệ. Thằng bạn tinh nghịch hay quậy phá cùng tôi lớn lên từng ngày, giờ đây lại hiện lên trong mắt tôi với hình ảnh bất lực và mệt mỏi đến vậy. Một bàn tay ấm nóng xoa xoa lưng tôi. Tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn sang người bên cạnh. Hai đứa mày đến từ khi nào vậy? Hoàng trông thấy chúng tôi từ bao giờ, đứng lên rồi tiến lại gần tôi. Hả? Bọn tao cũng vừa đến thôi. Phòng bị làm cho giật mình, nhẹ nhàng rút tay lại. Tao tiện đường nên đưa Ngọc tới. Giờ phải chạy qua ủy ban xem mấy vấn đề giấy tờ nữa. Đúng rồi nhỉ? Chết, tao quên mất vốn dĩ còn hẹn cùng mày đi làm thủ tục du học nữa. Cậu bạn đưa tay lên vò đầu, dáng vẻ thật sự cảm thấy có lỗi. Không sao, không trách mày đâu. Phong cười tinh nghịch, vỗ vai Hoàng để xoa dịu bầu không khí. Thôi tao đi trước nha, không quá giờ làm việc của người ta. Nói rồi, Phong chạy một mạch ra thang máy sắp đóng. Không còn thấy bóng dáng Phong nữa, tôi mới nhớ ra việc chính. Ui chết, mày cũng mau chuẩn bị đi làm đi, không muộn giờ mất. Tôi vừa nói vừa đi về phía phòng bệnh. Ngọc à, cảm ơn mày vì vẫn luôn bên tao. Rồi rồi, khiếp quá cơ. Dừng sao mà rớt mướt thấy ghê vậy. Hứa với tao, chúng ta sẽ luôn như bây giờ được không? Tao, mày và Phong. Hả, sao tự nhiên lại nói thế? Hứa với tao. Ừ, tao hứa. Thôi được rồi, mày chuẩn bị đi làm đi. Ở đây có tao lo rồi. Cảm ơn mày, tao đi làm đây. Nó xoa xoa đầu tôi rồi chạy mất. Sự bất thường của Hoàng khiến tôi chú ý. Chẳng lẽ có chuyện gì giữa ba đứa mà chỉ có mình tôi là chưa biết sao? Tôi vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó thì thấy bác sĩ và y tá lao nhanh vào phòng bệnh. Chân tay tôi bất giác buồn rùn. Tôi muốn di chuyển nhưng không thể. Người nằm trên giường bệnh đang được đẩy ra là bác Mạnh. Tôi bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn. Nước mắt không kiềm chế nổi mà rơi lã chã. Tôi rút điện thoại bấm gọi cho Hoàng. Mày ơi, quay lại, mau quay lại, bác Mạnh, người ta đưa bác vào phòng cấp cứu. 18 tuổi, vốn dĩ nên là cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Nó nên là cái tuổi mà không ai trong chúng tôi phải gồng mình để trưởng thành, phải một mình gánh vác tất cả. Nó nên là cái tuổi mà dù cho có tranh vênh, sẽ ngã đến đâu, chúng tôi vẫn nắm chặt tay, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Vậy mà ở trên cái tuổi đó, chúng tôi lại mất đi những thứ mà cho dù sau này có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cũng không thể nào quay trở lại. Sự ra đi của bác Mạnh đến sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của bác sĩ. Bác gái vì quá đau lòng, cũng vội đi theo chỉ 2 tuần sau đó. Sự lạnh lẽo, cô độc trong chính ngôi nhà của mình mà Hoàng đã phải trải qua, chắc hẳn còn gấp 100.000 lần tiết trời mùa đông năm đó. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài ở bên cạnh, cùng Hoàng vượt qua khoảng thời gian đó. Thấm thoát chỉ còn hơn 10 ngày là đến Tết Nguyên đán, Phong lại phải chuẩn bị lên đường đi du học. Quà của cậu này. Phong đưa cho tôi một bức tranh được đặt trong khung ảnh cẩn thận. Vậy mà tôi lại quên mất chàng trai này có năng khiếu vẽ tranh thiên bẩm. Sao tự nhiên lại tặng quà? Quà sinh nhật sớm đó. Tuần sau tớ bay rồi. Sinh nhật năm nay của cậu tớ không cùng tổ chức được nữa. Phong nói mà không nhìn tôi. Ánh mắt cậu xa xăm về phía những ngọn đồi. Tôi không biết nói gì thêm. Giây phút ấy, tôi chỉ cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh thổi qua lớp áo dày. Tôi cũng không rõ là do gió hay tại cảm xúc trong lòng, sống mũi liền cay cay. Còn một chuyện quan trọng khác mà tớ muốn nói. Thật ra, trong lòng tớ, Ngọc không chỉ đơn thuần là một người bạn thân. Ngọc à, tớ thích cậu. Tớ thích Hoàng, đã thích từ rất lâu rồi. Tôi cẩn thận lau nước mắt, quay lại nhìn cậu, từng vụn vỡ nơi đáy mắt cậu. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Nhưng cậu hứa sự bí mật giúp tớ nha, tớ chưa muốn để Hoàng biết. Tôi đưa ngón út ra, đợi một sự khẳng định từ người con trai trước mặt. Trời trở lạnh rồi, đi thôi, tớ đưa cậu về. Phòng ngoắc nhẹ vào tay tôi, rồi đứng dậy. Từ giây phút ấy, tôi chỉ có thể trông theo bóng lưng cao lớn đó. Cậu ấy phải bước về phía trước, không một lần nào nhìn vào mắt tôi nữa. Sinh nhật năm 22 tuổi, có lẽ đó là một ngày mông lung nhất, cũng là ngày đẹp đẽ nhất mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó, sau khi tụ tập mừng sinh nhật với nhóm bạn đại học, tôi ngà ngà say, bắt xe trở về phòng trọ. Trên đường trở về, tôi còn thầm nghĩ thật may, vì còn có các bạn đại học có thể giúp tôi không nhớ về quá khứ, ít nhất là trong vài tiếng. Chỉ có thể trách ký ức của tôi về ngày sinh nhật thật đẹp, những con người của tháng ngày ấy thật đẹp. Phong, là cậu sao? Tôi giật mình trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn, đang đứng gục đầu vào cửa. Cuối cùng cũng đợi được Ngọc rồi. Mau, mau mở cửa để con mừng sinh nhật cậu nào. Tôi nghe vậy thôi, cũng vội vàng rút chìa khóa mở cửa, rồi dìu cậu vào nhà. Nói cậu nghe nè, cuối cùng tớ cũng hoàn thành chương trình học bên kia rồi. Làm sao kịp lúc hoàn tất thủ tục có thể bay về đúng sinh nhật cậu. Thật hạnh phúc quá. Tôi mặc kệ cái tay cậu cua cua chỉ chỉ, để cậu ngã ngồi lên ghế sofa, rồi chạy đi rót cốc nước ấm. Thế rồi sao lại uống để say ra nông nỗi này? Tôi đỡ cậu dậy, giúp cậu uống ngụm nước ấm. Tình cờ gặp lại mấy thằng trong đội đá bóng ngày trước, cơ mà tớ không say, vẫn uống được tiếp với cậu. Nào, tớ mua sẵn rồi đây. Mừng sinh nhật tuổi 22 nha. Nói rồi, cậu ta bật một lon bia, một hớp hết sạch, rồi cậu ta lăn đùng ra ghế, nằm im bất động. Nhìn bộ dạng đó khiến tôi phì cười, thuận tay mở một lon bia. Trời xui đất khiến thế nào, tôi chỉ nhớ tôi đã uống rất nhiều. Đến khi bắt đầu thấy quay quay, tôi mới quyết định dừng lại. Nhận thấy thân hình dài ngoằng của Phong là quá khổ với chiếc sofa nhỏ nhắn của tôi, tôi quyết định dìu cậu vào phòng. Đèn ngủ cùng một ít ánh trăng sáng le lói qua lớp rèm cửa chiếu lên gương mặt cậu. Tôi nhìn say đắm hàng lông mi đen dài khẽ động đậy, cùng sống mũi cao tuấn tú. Giây phút ấy, tôi mới nhớ rằng mình đã từng thích cậu trai trước mặt nhiều đến thế nào. Sao lại không thể cứ thế nói thích cậu ấy chứ? Chỉ cần 4 chữ tớ rất thích cậu, tớ rất thích cậu. Đôi tay tôi đang dần chạm đến khuôn mặt đó thì bị túm lại. Phòng mở to mắt nhìn tôi chằm chằm. Rất nhanh sau đó, mọi thứ như rơi vào cơn mộng mị. Một giấc mộng đẹp mà tôi không muốn phải thức giấc.
Tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa khiến tôi tỉnh giấc. Chỉ vài giây sau, một bóng người cao lớn mở toang cửa phòng ngủ. Dậy thôi con mèo lười. Với bản năng của một đứa con gái, tôi vội kéo chăn quay kín mình. Cậu trai bên cạnh cũng vì thế mà cựa mình tỉnh giấc. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hoàng đứng giữa cửa gào toáng lên. Lúc này Phong mới giật mình nhìn sang tôi. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào trầm lặng. Không đợi hai chúng tôi lên tiếng, Hoàng đã lao đến đấm Phong một phát. Tôi bị hành động đó của Hoàng làm hoảng sợ, không nghĩ không rằng vội lao đến chắn trước mặt. Mày bình tĩnh lại đi, sao mày lại làm thế? Thằng khốn, mày phải chịu trách nhiệm với nó, mày phải cưới cái ngọc. Mặc sự ngăn cản của tôi, Hoàng vẫn cố vươn qua, chỉ tay vào Phong. Tận sâu trong đáy lòng, dường như giây phút ấy, tôi cũng thầm mong đợi một điều gì đó. Tao không thể, cả hai đều quá say thôi. Tôi chậm chậm quay lưng lại, Phong vẫn điềm tĩnh nhặt đồ mặc lại lên người. Tôi vẫn nhớ rõ sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Rồi trong chớp mắt, Hoàng vụt qua trước mặt tôi, đấm Phong một phát nữa. Dừng lại đi, buông cậu ấy ra, mau. Tôi vội vàng gỡ đôi tay đang túm chặt cổ áo Phong. Vì người Ngọc thích là mày. Phong chậm chậm nói ra từng chữ, từng chữ, từng chữ đều cứa sâu vào trái tim tôi. Hoàng dần dần thả lỏng tay, tôi nhân cơ hội đẩy Phong ra. Cậu mau đi đi, tớ không trách cậu. Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp lại nhau nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, nói dõng dạc. Cậu ấy chỉ trầm mặc nhìn tôi. Trong tích tắc, ánh nhìn day dứt trong đáy mắt cậu khiến tôi khó hiểu. Rồi cậu không nói thêm câu gì, với tay lấy áo khoác dưới đất rồi bỏ đi. Mày cũng về đi, tao không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này nữa. Sau tiếng đóng cửa cuối cùng, tôi mệt mỏi cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ mọi tổn thương ngày hôm đó đều do một mình tôi tự làm tự chịu, không thể trách ai khác. Thôi tao xin mày, không uống nữa. Đi, tao đưa về nhà. Hoàng vừa nói vừa giật ly rượu trong tay tôi. Mày bỏ ra, để tao uống hết. Tôi lấy lại bằng được ly rượu đang uống dở. Tao nói mày nghe, sao cậu ta không biến mất luôn đi? Không thèm liên lạc gì suốt 4 năm thì không sao, tự nhiên xuất hiện trước mắt tao làm gì chứ? Thế sao lúc ở sân bay không đi ra mà hỏi thẳng người ta? Còn bày đặt người thương cũng hóa người dưng làm gì? Mà rõ ràng lúc đó mày tự đuổi người ta đi, nói không cần gặp lại nữa còn gì. Đấy là cảm xúc nhất thời của tao. Mày nói xem, một đứa con gái vừa mất lần đầu tiên còn bị người ta từ chối, còn có thể dịu dàng mà nghĩ cho tình bạn được sao? Ai bảo bịa đặt chuyện thích tao làm gì? Tôi uống một ngụm hết ly rượu. Không hiểu sao từ ngày hôm đó tôi uống rượu giỏi hơn rất nhiều. Chỉ cần có rượu, tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn. Thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Chỉ hôm nay thôi, tôi thật sự muốn trải hết lòng dạ mình ra. Tôi không giấu nổi hình bóng to lớn đó trong một góc nhỏ nữa. Tình cảm sâu nặng ấy, một mình tôi thật sự không gánh nổi. Tao thích Phong, thích từ năm 17 tuổi. Giây phút cậu ấy tỏ tình năm ấy, trái tim tao chưa từng đập nhanh đến thế. Còn hơn cả lúc thi chạy 100m nữa. Nhưng tao nhớ tao từng hứa với mày, bạn đứa mình sẽ mãi như thế, mãi là bạn thân. Năm đó, đối với mày đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, tao không muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Nói rồi, tôi uống thêm một ly rượu khác, đợi mãi không thấy phản ứng gì từ cậu bạn. Tôi quay đầu lại, Hoàng trầm tư nhìn vào ly rượu trước mắt, nhẹ nhàng nói. Là vì tao của năm đó cũng thích mày. Phong cũng biết điều đó, và tao cũng biết là Phong thích mày. Chỉ có mày là không biết gì cả. Tao vẫn rất tự tin về tình cảm của mày. Cho đến khi tao thấy ánh mắt mày nhìn Phong hôm ở trong bệnh viện, tao đã rất sợ. Mày chưa từng nhìn tao như thế. So với việc sợ mất đi mày, tao càng sợ mất đi tình bạn của ba chúng ta. Vậy nên tao mới khẩn trương muốn mày hứa cái điều ấu trĩ đó. Tao biết lúc đó tao rất trẻ con và ích kỷ. Nhưng thời điểm đó mọi thứ đều quá khó khăn với tao. Tôi cảm nhận được đôi mắt mình đã ngấn nước. Không hiểu sao, nghe những lời nói đó, tôi chỉ muốn khóc thật lớn. Không phải tôi trách Hoàng, chỉ là tôi nhận ra chúng tôi của năm tháng đó không thật sự thấu hiểu nhau như tôi vẫn từng nghĩ.
tôi thấy đáng thương cho ba chúng tôi của tuổi 18. Vì lẽ gì sắp đặt lại đưa bước chúng tôi dần trưởng thành, dần thay đổi và dần cách xa nhau. Khóc gì mà khóc chứ, con dở người. Ai biết mày lại đi nghe theo cái lời hứa điên rồ đó. Cơ mà yên tâm, tao không còn thích mày nữa đâu, từ lâu lắm rồi cơ. Cậu ta nhìn tôi, cười sảng khoái, rồi uống một hơi hết ly rượu trước mặt. Từ khi Phong nó đi du học, tao đã hiểu. Vốn dĩ không hề có ba chúng ta. Ngay từ giây phút tao ở dưới sân bóng nhìn lên, đã chỉ có mày và nó. Đến mãi sau này, vẫn luôn là như vậy. Đến mãi sau này, tao và cậu ấy. Mày nghĩ chuyện mày bị lừa tiền đặt cọc mua nhà 2 năm trước là ai giúp mày giải quyết hả? Tao ở tít bên kia nửa vòng trái đất, tao có thể lo cho mày chu toàn đến thế sao? Còn nữa, cái bức tranh mà tao gửi mày làm quà sinh nhật năm ngoái cũng là của thằng Phong vẽ đấy. Bố sư, chúng mày yêu nhau thì bên nhau luôn đi, cứ đi giày dừa với ông đây không dứt là thế nào? Thảo nào tao thấy quen quen, mà mày cũng có vẽ vời bao giờ đâu. Không, đấy không phải vấn đề chính. Mày rốt cuộc đang muốn nói gì? Nó vẫn luôn dõi theo mày. Tao đang họp, tao đang ăn, tao đang ngủ, ngay cả lúc tao đang giải quyết vấn đề nhạy cảm, nó cũng phải gọi hỏi tao bằng được tình hình của mày. Thế sao không hỏi trực tiếp tao? Thằng nhóc nó thấy có lỗi với mày, khổ lắm cơ. Nó bảo ngày hôm đó nói ra những lời đó rồi bỏ đi. Nó thấy mình không còn xứng đáng với mày nữa. Xong tao nói bao nhiêu lần người mày thích là nó, nó cũng không chịu tin, sốt ruột lắm. Thôi thôi, chúng mày có chuyện gì tự giải quyết với nhau đi. Tao vừa bay đường dài xong, cho tao về đi ngủ. Nói rồi, Hoàng đứng phát dậy bỏ về. Tôi vẫn đang bị lượng chất cồn của cả buổi tối làm cho đầu óc quay cuồng, không kịp hiểu hết lời của cậu bạn từ thuở nôi khố. Khoan đã, chúng mày tự giải quyết. Tôi giật mình nhìn sang người vừa ngồi xuống bên cạnh. Không phải chứ, tên Hoàng chết dẫm này còn dám bán đứng tôi sao? Tôi vừa lấy túi sách trên bàn, lén lén định chuồn đi. Cứ ngỡ có thể thành công thì tay tôi nhanh chóng bị túm lại. Những lời lúc say thường là những lời thật lòng. Có những lời vốn dĩ người được nghe nên là tớ mới phải, không đúng sao? Bỏ tớ ra. Tớ xin lỗi, cho tớ được chịu trách nhiệm với cậu đến hết đời, được không? Cậu không thấy bây giờ là hơi muộn rồi sao? Tôi giật tay lại rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Ơ kìa, Ngọc ơi, tớ biết lỗi thật rồi mà. Còn tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước. Chào Ngọc, tớ là Phong. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn của tác giả Bích Lạc, hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Sương và Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.